Thịnh tổng tới rồi hả? Chào Thịnh tổng, chủ nhân của vòng cổ trăng lưỡi liềm đã tìm thấy chưa? Thịnh tổng, vẫn đang tìm ạ. Tên khốn trộm đồ của tao, tuổi còn trẻ mà không chịu học tập, để tao xem mày còn dám nữa không? Con không dám nữa đâu, sau này mày còn dám như thế nữa không? Dừng tay, để con trả tiền bánh bao cho cậu ấy. Cái đó bẩn rồi đừng ăn nữa, cậu ăn của mình cái này đi. Tiểu thư, sắp muộn học mất rồi ạ, đợi chút. Đây là vòng cổ trăng tròn cổ vật gia truyền của nhà mình. Một nửa là phượng hoàng, một nửa là hoa, nửa phượng hoàng cho cậu. Trăng tròn, rõ ràng là chỉ có một nửa thôi mà. Ngày mai cậu cầm theo một nửa chiếc vòng này tới đây đợi mình sẽ bảo bố mẹ mình nhận nuôi cậu. Sau này cậu không cần lo lắng sẽ bị người ta bắt nạt nữa, tăng thêm nhân lực. Chủ nhân của vòng cổ trăng lưỡi liềm này là ân nhân cứu mạng của tôi, cũng chính là tổng tài phu nhân tương lai của Thịnh thị. Vâng, Thịnh tổng. Xin lỗi nhé. Đồ mù kia, cô có biết cô vừa va phải ai không? Vòng cổ của tôi đâu? Vòng cổ của tôi đâu rồi? Ai cho các người động tay động chân? Người phụ nữ này va phải anh tôi chỉ muốn giáo huấn một chút thôi ạ. Lần sau các người dừng xe chú ý đừng lấn chiếm lề đường. Xin lỗi đi. Xin lỗi, tiểu thư. Dìu cô ấy đứng lên đi. Năm đó gia đình xảy ra sự cố không thể thực hiện đúng lời hứa được. Cũng không biết tiểu ca đó bây giờ sống thế nào rồi. Tại sao mình lại cảm thấy cô ấy có chút thân quen nhỉ? Thịnh tổng, sao thế ạ? Không sao. Diệp Ly, em mang cơm tới cho anh đây. Diệp Ly. Ây ra sao anh vội vàng như thế chứ? Nào 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 nào. Tinh Tinh, sao em lại quay về rồi? Vừa nãy anh nói chuyện với ai thế? Ây ra làm gì có ai đâu chứ? Anh đang xem video thôi mà. Nhưng mà tai em thì chưa điếc đâu. Cô ta là ai? Đồ mù chết tiệt. Thấy cô đáng thương nên nói thật cho cô nghe vậy. Lưu Âm, thì ra là cậu. Chẳng phải cậu là người bạn tốt nhất của mình sao? Tôi và anh ấy làm chuyện này ở trước mặt cậu cũng không phải chỉ là lần một lần hai nữa rồi. Mỗi lần tới thăm cậu anh ấy đều ở trước mặt cậu hôn tôi. Chỉ là bởi vì cậu bị mù nên chưa từng biết mà thôi, ha 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 ha. Các người đúng là xấu xa. Diệp Ly, năm đó là do anh không biết xấu hổ theo đuổi tôi mới bị anh làm cho rung động. Là tôi không nhìn rõ sự đời. Hai năm thanh xuân của tôi coi như là cho chó ăn rồi. Á, Lộ Tinh Tinh, cô thật sự cho rằng tôi sẽ thích một kẻ mù như cô sao? Nếu như không phải nhìn vào hầu bao của cô sẵn sàng chi tiền cho tôi ở cạnh cô thêm một giây cũng cảm thấy ghê tởm. Mấy năm qua cô cũng chưa từng động vào cơ thể của anh ấy. Thật là đáng tiếc. Chi bằng tặng cho cô ta cho tên ông chủ đầu chọc béo háo sắc đó đi. Nói không chừng còn có thể. Bảo bối. Anh nói mà vẫn là em thông minh. Ha 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 ha. À ông chủ Hứa. Tôi mang tới cho anh rồi. Ở phòng 717 đấy nhé. Điều kiện mà trước đây chúng ta nói với nhau ông tuyệt đối đừng quên đấy nhé. Được rồi, được rồi, được rồi. Nóng quá.
mình thế mà lại ngủ cùng với một tên hói đầu béo múp. Tôi qua bàn chuyện hợp tác. Hoàng Đại Cường lại dám bỏ thứ gì đó vào rượu của tôi. Tôi muốn khiến anh ta sống không bằng chết. 2 tháng sau. Cô có thai rồi. Bác sĩ, tôi không thể có đứa bé này được. Không được. Lộ tiểu thư, với tình hình sức khỏe của cô hiện giờ, nếu như làm phẫu thuật phá thai rất có thể sẽ xảy ra chảy máu mất kiểm soát. Lộ Tinh Tinh, 2 tháng. Cô đúng là khiến tôi đi tìm cô phát mệt đấy. Diệp Ly, anh đều đã có được những gì anh muốn rồi, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tôi bị con tiện nhân cô lừa rồi. Tôi còn chưa có được cái gì cả. Ông chủ Hứa sau khi bước vào phòng 717 thì người nằm trong đó chính là Thịnh Chí. Thịnh Chí là tài phiệt ở Long Xuyên đó sao? Ác ma trong truyền thuyết. Không phải chứ, đồ mù chết tiệt. Ngay cả người ngủ với mình là ai mà cô cũng không biết. Đây là cái gì? Cô có thai rồi, trả lại cho tôi, ha 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 ha. Lộ Tinh Tinh à, Lộ Tinh Tinh, cô đúng là có tiền đồ. Có cái này trong tay, cả đời này chúng ta cũng không cần lo cơm ăn áo mặc nữa rồi. Không được, đây là con của tôi, không liên quan gì tới nhà họ Thịnh cả. Đi với tôi, buông tôi ra. Tôi từng nói rồi, những người phụ nữ câu dẫn tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Đại thiếu gia, tha mạng cho tôi. Thịnh tổng có khách tới, nói là nếu như không cho bọn họ vào thì sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Ồ thế à? Tôi cũng rất hiếu kỳ, không biết danh tiếng của mình có thể rớt đáy tới mức nào. Cho bọn họ vào đi. Vâng. Thịnh tổng ức hiếp bạn gái của người khác thì không đạo đức cho lắm đâu nhỉ. Tôi quen biết các người sao? Anh không quen biết tôi, nhưng anh rất thân thuộc với người phụ nữ của tôi. 2 tháng trước ở hội sở Đế Hảo, anh đã cướp đi lần đầu tiên của bạn gái tôi. Hội sở Đế Hảo? Là cô ấy à? Hào môn các người đều ức hiếp người khác như thế này sao? Tôi và bạn gái của tôi sắp kết hôn rồi. Trước khi kiểm tra tiền hôn nhân, tôi mới phát hiện trong bụng của cô ấy đã có một đứa trẻ được 2 tháng tuổi. Tôi hỏi thì mới biết là do anh đã cưỡng hiếp cô ấy vào 2 tháng trước. Anh muốn thế nào? Cho tôi 30.000 vạn. Nếu không tôi sẽ công khai vụ bê bối này của anh ra ngoài. Phạm sai lầm rồi anh còn muốn làm gì? Phế bàn tay bẩn thỉu của anh ta cho tôi xem các người ai dám làm thế. Đến cả Thịnh tổng của chúng tôi mà cũng dám khiêu khích. Theo tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi. Kéo ra ngoài cho tôi, bỏ tôi ra. Các người bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ồ, lại còn là một cô mù. Nói đi, cô đang mang thai con của ai? Khả năng là của anh đấy. Ồ, của tôi à? Người đâu? Mang nước tới đây cho tôi. Xem ra phải làm cho cô tỉnh táo một chút, cô mới nói lời thật lòng. Tôi không có nói dối. 2 tháng trước Diệp Ly đem tôi tới phòng đặt trước 717 ở hội sở Đế Hảo. Sau đó có một người đàn ông đi vào. Ngoại trừ người đàn ông đó ra, tôi chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai. Cho dù là mang thai đứa con của tôi thì cũng rất dễ giải quyết. Bảo bác sĩ qua đây. Nhưng mà bác sĩ nói cơ thể của tôi đã không được phép làm phá thai nữa rồi. Sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tôi cầu xin anh buông tha cho tôi.
Bất luận người đàn ông đêm hôm đó có phải là anh hay không, con của tôi và anh đều không liên quan gì tới nhau cả. Tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Đưa cô ấy xuống trước đi. Không được mình vẫn chưa thể xảy ra chuyện được. Á, đừng mà bỏ tôi ra. Dừng tay. Bà nội, chuyện liên quan tới mạng người mà con cũng dám làm càn sao? Nếu như cô ấy đã mang thai đứa con của con thì con bắt buộc phải cưới cô ấy. Bà nội, đâu phải người phụ nữ nào mang thai con của con đều phải cưới đâu chứ, con có ý gì? Vậy thì bây giờ con có thể ra ngoài tìm về cho bà 8 cô cháu dâu, 10 cô cháu dâu, con nói nhảm nữa. Ăn nói vớ vẩn, con tưởng bà nội không biết sao? Chẳng có người phụ nữ nào được gần gũi với con cả chứ đừng nói là mang thai. Bà nội, cô ấy chỉ là một tai nạn thôi, con đã có người mà mình thích rồi. Con cứ luôn nhớ về cứu mạng ân nhân đã cứu mình hồi nhỏ, biết bao nhiêu năm rồi. Nếu như tìm thấy thì đã thấy từ lâu. Con bắt buộc phải kết hôn với Lộ Tinh Tinh, nếu không bà chết cho con xem. Bà nội, bà nội. Được, con đồng ý với bà. Tuyệt đối không được rơi vào tay tên ác ma này được. Ký tên đi. Đây là gì thế? Lộ tiểu thư, bản hợp đồng trước hôn nhân này đã thỏa thuận rõ cuộc hôn nhân của cô có thể kéo dài tới khi hết thời kỳ cho con bú. Sau khi ly hôn cô bắt buộc phải bỏ quyền nuôi con. Dựa vào đâu mà tôi phải ký vào thỏa thuận hôn nhân này chứ? Nếu như cô không ký thì tôi cũng không dám đảm bảo cô có thể sống sót rời khỏi đây đâu. Thịnh Tổng, tôi vẫn còn ở đây mà, cậu có thể đi rồi. Vâng. Lộ tiểu thư, bút để đây cho cô nhé. Cho dù mình có thể chạy thoát khỏi Thịnh gia thì cũng sẽ bị Diệp Ly đánh chết thôi. Nếu như mình ký rồi thì ít nhất cũng nhận được sự bảo vệ của Thịnh gia, không bị Diệp Ly quấy rầy, chạy trốn trước khi sinh con cũng được. Thế nào rồi? Đã nghĩ kỹ chưa? Được, tôi ký. Ký ở vị trí nào? Thật rắc rối. Nhớ rõ nhiệm vụ của cô ở Thịnh gia là gì chưa? Đừng bao giờ đắc ý đi quá xa. Người hầu ngu ngốc nào đã cho phép cô vào đây? Còn không mau chóng cút sang phòng bên cạnh ngủ đi. Tôi, là bà sắp xếp đấy. Thế nào? Con còn muốn trừng phạt ta à? Bà nội, sau này Tinh Tinh chính là vợ của con. Hai vợ chồng các con ngủ cùng nhau đó là lẽ thường tình. Bà nội, cô ta tính kế trước nên mới mang thai con của con. Dựa vào đứa trẻ này có thể làm tổng tài phu nhân Thịnh thị. Ở cùng người phụ nữ như thế này thêm một giây con cũng cảm thấy ghê tởm. Thịnh phu nhân, con vẫn là nên ra ngoài thôi. Tinh Tinh à, đừng gọi ta là lão phu nhân nữa. Con nên gọi là bà nội rồi. Bà nội đã gặp vô số người. Bà nội chỉ vừa nhìn con một cái đã biết con là đứa trẻ ngoan. Sau này con chính là cháu dâu đích tôn của nhà họ Thịnh rồi. Căn phòng này chính là của con. Để ta xem ai dám đuổi con. Tiểu tử thối. Nói tóm lại tối hôm nay bắt buộc phải ngủ cùng nhau. Như thế mới tăng thêm tình cảm. Tinh Tinh, nếu như nó dám bắt nạt con thì con cứ nói cho bà nội biết. Cảm ơn Thịnh lão phu nhân. Cảm ơn bà nội. Ây ha 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 ha. Ha 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 ha. Bài đi chậm thôi. Được rồi, đừng diễn kịch nữa. Lão thái thái đã khóa cửa lại rồi. Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu? Con có thể ngủ ở đâu?
dưới đất. Cảm ơn anh. Đừng cho rằng tôi đang lo lắng cho cô. Tôi chỉ là sợ đứa trẻ trong bụng cô xảy ra vấn đề. Lão Thái Thái lại trách móc tôi. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận bảo vệ nó. Biết là tốt rồi. Tay chân vụng về nhìn đã thấy mệt rồi. Á, anh làm gì thế? Tôi không muốn ngủ chung một giường với anh đâu. Tôi có chìa khóa dự phòng. Sao không nói sớm là có chìa khóa chứ? Đáng ghét. Đã nghe nói chưa? Đại thiếu gia chuyển ra ngoài ở rồi. Đại thiếu phu nhân cô đơn một mình trong phòng ngủ. Đương nhiên rồi, cô ấy chỉ là một kẻ mù, làm sao đại thiếu gia nhìn chúng cô ấy được chứ. Tôi thật sự không hiểu tại sao lão thái thái lại cho cô ấy gả vào nhà. Đại thiếu phu nhân của chúng tôi đúng là đáng thương. Đêm đầu tiên đã phải cô đơn trong phòng. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đẹp quá. Đại thiếu gia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù sao thì cô ta cũng không nhìn thấy. Chi bằng. Ai thế? Là tôi, Thịnh Chí. Thịnh Chí, sao anh lại quay lại đây? Tôi nghĩ lại rồi, vợ chồng phải ngủ cùng nhau là đạo lý. Không đúng. Sao giọng nói của anh lại thay đổi rồi? Anh không phải là Thịnh Chí. Tôi nói phải là phải, ha 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 ha. Ha 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 ha. Đừng chống cự. Dù sao thì cô cũng không nhìn thấy. Không bằng ngoan ngoãn chiều chuộng tôi đi, cứu mạng. Đại thiếu gia thích yên tĩnh. Ban đêm sẽ không nghe được động tĩnh gì đâu. Cho dù hét lên cũng không ai tới cứu cô. Ha 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 ha. Á, ha 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 ha. Mắt của mình bỗng nhiên có thể nhìn thấy một chút rồi. Người phụ nữ thối tha. Ha 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 ha. À? Được cứu rồi à? Thịnh Chí là anh à? Lá gan của anh cũng lớn đấy. Là cô ta, đại thiếu phu nhân yêu cầu tôi vào đây. Tôi nhất thời không kiểm soát được nên mới. Đại thiếu gia cậu cũng ghét cô ấy có phải không? Ý của anh là tôi còn phải cảm ơn anh à? Không cần, không cần. Á? Anh là cái thứ gì? Đại thiếu gia tôi sai rồi. Thịnh gia thiếu phu nhân cho dù tôi không động vào thì cũng không tới lượt anh. Người đâu? Kéo ra ngoài. Đại thiếu gia tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tha cho tôi đi. Lộ Tinh Tinh. Người phụ nữ trăng hoa này. Giả vờ cái gì? Vừa nãy nhìn cô chẳng phải đang tận hưởng lắm hay sao? Tôi không có. Là anh ta tự mình lẻn vào đây, còn giả vờ là anh. Tôi ngay cả nhìn thấy cô cũng cảm thấy ghê tởm, sao có thể chạm vào cô được? Nếu như cô đã muốn bị tôi chạm vào như thế. Đau đau. D.
Đây cứ coi như là cho cô chút giáo huấn đi. Đừng quên mất rằng cô còn đang mang trong bụng con cháu của nhà họ Thịnh. Nếu như nó có xảy ra chuyện gì thì cô cứ chờ bị ném ra ngoài cho chó ăn đi. Ha 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 ha. Mình thật sự là có thể nhìn thấy chút ánh sáng và màu sắc rồi. Nếu như mình bị Thịnh Chí biết được, anh ta vừa mẫn cảm lại đa nghi, chắc chắn sẽ cảm thấy mình quỷ kế đa đoan, chắc chắn không tha cho mình. Bây giờ vẫn nên giữ bí mật. Có chuyện gì thế nhỉ? Mất nước rồi sao? Còn không mau chóng cút sang phòng bên cạnh ngủ đi, bỏ đi. Sang phòng bên cạnh tắm vậy. Cô là chê cuộc đời của mình quá dài rồi sao? Tôi đi tới phòng nào cô liền theo tới đó. Thịnh Chí. Cút đi. Xin lỗi anh nhé, tôi chỉ là muốn đi tắm thôi. Nước ở phòng chính, cô điếc nên không nghe thấy à? Tôi có thể giúp cô tháo nó xuống. Vòng cổ mặt trăng của mình đâu? Không được phép chạm vào đồ của tôi. Cô có tin tôi chặt cánh tay này của cô đi không? Tôi cứ nghĩ nó là cái của tôi. Sao cô vẫn còn chưa đi? Vòng cổ của tôi mất rồi. Đang tìm nó. Vòng cổ. Trông thế nào? Chính là một cái. Bỏ đi. Ai quan tâm cô mất cái gì chứ? Tôi chỉ cho cô thời gian 5 phút thôi. Cuối cùng tìm thấy rồi. Đây là món đồ duy nhất mà bố mẹ để lại cho mình. Không thể đánh mất được. Kỳ lạ. Chiếc vòng vừa nãy sờ vào cảm giác rất giống với chiếc vòng cổ của mình. Chẳng lẽ Thịnh Chí chính là cậu bé đó sao? Ngày mai cậu đem theo chiếc vòng này tới đây đợi mình. Mình sẽ bảo bố mẹ nhận nuôi cậu, sau này cậu sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Nếu như không phải lúc đó trong nhà xảy ra biến cố, mình chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa. Hôm nay ở trên phố con nhìn thấy anh tiểu ca ca. Đáng thương lắm. Bố mẹ chúng ta có thể nhận nuôi cậu ấy không ạ? Như thế sau này cậu ấy cũng không cần lưu lạc nữa. Đương nhiên là được rồi. Tinh Tinh của chúng ta lương thiện nhất. Sau này Tinh Tinh sẽ có thêm một anh trai rồi. Được. Không hay rồi, không hay rồi. Kho nước hoa của chúng ta ở dưới tầng bốc cháy rồi. Chuyện này. Nào Tinh Tinh, nào con. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi thôi, mau đi. Trận cháy năm đó đem ba mẹ của mình đi mất cũng khiến mình mất đi ánh sáng. Bố ơi. Mẹ ơi. Nếu như không có trận cháy năm đó thì mình đã có thể giữ lời hứa với tiểu ca ca. Thịnh Chí ác ma như thế. Sao có thể là cậu bé ăn xin năm đó bị người ta ức hiếp được chứ? Cũng không biết bây giờ tiểu ca ca sống thế nào rồi. Chiếc vòng cổ này trông rất giống với chiếc của bé gái năm đó. Anh làm gì thế? Trên cổ cô đang đeo cái gì? Mẹ từng nói với mình, chiếc vòng cổ này giá trị không nhỏ, Thịnh Chí nhiều tiền như thế có lẽ sẽ không tham lam. Thôi bỏ đi. Nhớ đâu anh ta nảy sinh ý nghĩ thì làm thế nào? Đây là tôi bỏ 2 tệ mua được ở một quầy hàng trên phố mấy ngày trước. Để tôi xem. Bà nội ơi, cứu con. Nhỏ tiếng thôi, gọi bà nội tỉnh giấc làm thế nào?
cô ấy ngốc như thế sao có thể là ân nhân cứu mạng của mình được chứ? Mình thế mà lại muốn kiểm tra cả chiếc vòng cổ của cô ấy. Vậy bây giờ tôi có thể đi tắm được chưa? Đi đi. Ngày mai tôi sẽ bảo người tới sửa nước ở phòng ngủ chính. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhé. Mùi hương hoa này thơm quá. Một ngày tốt đẹp là nên tìm việc gì đó cho mình làm thôi. Đại thiếu phu nhân. Tiểu Hoa, em tới đúng lúc quá. Ra ngoài chơi với tôi một chuyến nhé. Được ạ. Đại thiếu phu nhân, cô không thể ra ngoài. Tại sao chứ? Là Thịnh tổng hạ lệnh. Anh ấy còn bảo chúng tôi cảnh cáo đại thiếu phu nhân đừng nghĩ tới việc ra ngoài câu dẫn đàn ông xa lạ. Anh đúng là đồ điên. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi vô tội rồi. Đại thiếu phu nhân xin đừng làm khó chúng tôi. Hừ, đi thôi. Đại thiếu phu nhân, như thế thật quá đáng mà. Anh ấy không tin cô. Tiểu Hoa, em tin tôi không? Đương nhiên, chỉ cần nhìn một cái là đủ biết cô là người tốt. Người đàn ông đó từ lâu tôi đã nhìn thấy không thuận mắt rồi, quấy rầy không ít phụ nữ. Tôi không ngờ tới một ngày anh ta lại có gan to bằng trời, có ý định xấu với cả phu nhân cô. Đúng thế. Tiểu Hoa, em có thể nào ra ngoài thu thập giúp tôi một chút tài liệu không? Đương nhiên rồi. Người có thể giúp chúng ta thu thập tài liệu là Đinh Hương, Trà Sáp. Đại thiếu phu nhân, cô đang làm gì thế ạ? Em ngửi thử đi. Hương hoa mận thơm ngào ngạt. Đại thiếu phu nhân, cô lợi hại thật, còn biết điều chế hương liệu nữa. Tôi không chỉ biết điều chế hương liệu, tôi còn biết kiếm tiền nữa. Thông qua chính nỗ lực của mình để kiếm được tiền, như thế thì Tiêu mới cảm thấy thoải mái. Nhưng chẳng phải là cô không thể ra ngoài sao? Chẳng phải là còn có em sao? Kiếm được tiền chúng ta chia đôi 50-50 nhé. Đại thiếu phu nhân, tha cho em đi, em sẽ bị đuổi ra ngoài đó. Ây ra, em yên tâm đi. Em không nói, tôi không nói ai sẽ biết chứ. Thế này đi, em 6 phần tôi 4 phần nhé. Nhưng mà... Em 7 tôi 3, thành giao. Nhưng mà từ trước tới giờ em chưa từng làm bán hàng. Không sao đâu, tôi dạy em một câu là em có thể bán hàng như thường. Tinh Tinh, sao con lại ra ngoài này rồi? Bà nội bà có thể cho con ra ngoài không? Cấm lệnh là tên tiểu tử thối đó dặn dò. Nhưng đứa bé trong bụng con còn nhỏ, không chịu đựng được rắc rối. Ở nhà nghỉ ngơi cũng rất tốt mà. Sau chuyện náo loạn tối hôm qua, quan hệ giữa con và Thịnh Chí căng thẳng lên rồi. Bà chẳng phải nói hy vọng chúng con chung sống hòa bình sao? Con chỉ là muốn đích thân đi tìm anh ấy giải quyết hiểu lầm, tăng thêm cảm tình giữa hai vợ chồng. Hơn nữa có Tiểu Hoa đi cùng con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ây ra, được được được. Tiểu Hoa đi cùng đại thiếu phu nhân đi gặp đại thiếu gia. Để ta xử lý chuyện vệ sĩ. Vâng. Cảm ơn bà nội. Bình thường giờ này đại thiếu gia đang xử lý công việc ở công ty nên có lẽ là sẽ không tới hội sở. Đúng lúc anh ấy không có ở đây. Ấy đây không phải người làm nhà họ Thịnh Tiểu Hoa sao? À, Lý sư thiếu gia. Ây ra lại gọi là thiếu gia rồi. Thịnh gia các người chính là quá nhiều quy tắc. Ấy, Tiểu Hoa đây là... À, đây là chuyên gia chế tạo nước hoa của nhà họ Thịnh chúng tôi. Người nhà bảo tôi tới đây điều chế cho thiếu gia một chút an thần hương. Sản phẩm của Thịnh gia dùng vẫn luôn là loại tốt nhất. Chuyên gia chế tạo mùi hương chắc chắn rất có bản lĩnh. Đó là đương nhiên rồi, cô ấy là lợi hại nhất đấy. Lần này tới đem nhiều hơn một chút. Mọi người có thể cùng nhau xem. Được đấy, thú vị, nào qua bên này. Vừa đúng lúc hai ngày nay tôi đang mất ngủ, tôi phải thử xem sao. Nhiều thế này cơ à? Tốt cho phổi,
tăng cường lá lách, còn có cả điều hòa không khí à? Thế này chúng ta mua nhiều một chút đem về cho người nhà, còn có hương nhang tre, hội sở chúng ta vừa tới lúc cần bổ sung rồi. Đồ tốt nhà họ Thịnh không thể bỏ lỡ được, tôi cũng lấy vậy. Đúng vậy, tôi cũng lấy. Tôi cũng lấy, tôi nữa, tôi cũng lấy, tôi nữa, Tiểu Hoa. Cảm ơn. Phát tài rồi đại thiếu phu nhân. Kính thưa các quý ông quý bà. Thời gian đã tới rồi. Nào nào nào, người đẹp trai nhất hôm nay là vị nào đây nhỉ? Hãy dành phiếu bầu danh giá nhất cho người mà bạn cho là xứng đáng. Hai vị tiểu thư. Chuyện đó, em đi vệ sinh một chút, phu nhân ở đây đợi em chút nhé. Ấy Tiểu Hoa, để tôi đi cùng em nhé. Ở đây ồn ào quá. Vậy được rồi, đi thôi. Đợi em một chút nhé. Giây cuối cùng. Còn ai muốn tặng hoa hồng đỏ không? Hãy nhanh tay chọn chàng trai bán hàng đẹp nhất trong tâm trí bạn nhé. Đây là vòng cuối cùng rồi, nhanh 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 nào. Eo hẹp và vai rộng. Người này hình thể trông cũng được. Chính là anh rồi. Ai thế? Là em đây đại thiếu phu nhân. Tiểu Hoa ở đây ồn ào quá, chúng tôi nên quay về nhanh thôi. Ừm, đi thôi. Thịnh Tổng. Thịnh Tổng. Có chuyện gì? Lý sư thiếu gia nghe nói anh quay về rồi, mời anh qua bên đó hả? Hoa này sao lại dán trên cửa phòng anh vậy? Đây là gì? Theo tôi được biết tối nay có hoạt động chọn ra chàng trai bán hàng đẹp trai nhất. Có lẽ là bọn họ coi anh như là anh trai bán hàng. Thịnh Tổng, tôi thật sự là không biết gì cả. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra cho anh. Ấy có chuyện gì thế? Sao lại dừng nhạc rồi? Ấy sao lại dừng nhạc rồi? Có làm ăn không thế? Thịnh Tổng. Thịnh Tổng. Thịnh Tổng, đây là 118 danh hiệu mà chúng tôi thu thập được. Trong 118 người này đều đã được kiểm tra. Có thể loại họ khỏi phạm vi tình nghi. Còn lại 202 người này cũng không chắc là bọn họ đã bỏ phiếu cho ai. Camera giám sát của chúng tôi chỉ có ở cửa ra vào thôi. Ô, nghĩa là không điều tra ra. Cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi sẽ điều tra từng cái camera một. Nhất định sẽ đem cái người không có mắt đó điều tra ra. Không hay rồi. Không hay rồi, đại thiếu phu nhân, quản lý Hoàng nói đại thiếu gia đang đại khai sát giới ở hội sở rồi. Đại khai sát giới? Hóa ra hôm nay đại thiếu gia ở hội sở lại có người dám coi cậu ấy là anh trai bán hàng, dán hoa hồng lên cửa phòng riêng của cậu ấy. Hả, hóa ra là anh ta à? Đại thiếu gia đang tức giận tại chỗ rồi, nói là phải tìm ra kẻ sỉ nhục mình trả cái giá đắt. Quản lý Hoàng gọi điện thoại tới hỏi chúng ta có biết là ai dán lên không? Đại thiếu phu nhân, cô không sao chứ đại thiếu phu nhân? Chẳng lẽ là do cô dán à? Đúng thế. Nhưng mà Tiểu Hoa, cả bông hoa đó của em tôi cũng dán lên rồi. Gì cơ? À, chết thật rồi. Đại thiếu phu nhân, chẳng phải là cô hoàn toàn không nhìn thấy gì sao? Chính là bởi vì không nhìn thấy nên tôi mới tùy ý dán lên đó chơi đùa thôi.
Ai biết được ở trong đó là anh ấy chứ. Xong rồi, lễ thanh minh năm sau, cả nhà sẽ phải thắp hương cho em rồi đó. Đại thiếu phu nhân cô hại em rồi. Nếu đã như thế có đánh chết cũng không được thừa nhận. Tiểu Hoa nhanh lên, đem tất cả quần áo và giày dép mà hôm nay tôi đi đến hội sở xử lý sạch sẽ đi. Mau lên. Thịnh Tổng, người làm nhà nhà thọ Thịnh Tiểu Hoa và chuyên gia điều chế nước hoa của cô ấy tới tìm anh. Chuyên gia điều chế nước hoa? Vâng đúng ạ. Về nhà, vâng. Tiểu Hoa nghe nói hôm nay cô đem theo chuyên gia điều chế nước hoa tới hội sở tìm tôi à? Vâng ạ. Ồ, sao tôi chưa từng nghe nói Thịnh gia chúng ta có chuyên gia điều chế nước hoa bao giờ? Là tôi bảo Tiểu Hoa đưa tôi đi. Đúng vậy đại thiếu gia. Đại thiếu phu nhân chỉ ở bên ngoài cửa đợi tôi thôi. Không có vào trong, sao lại nói lắp thế? Là bà nội cho tôi đi. Nghe nói anh ngủ không ngon, nên tôi đã nhờ chuyên gia điều chế nước hoa điều chế một chút hương an thần, muốn đưa qua đó cho anh, nhưng tôi không gặp anh. Tiểu Hoa cô ra ngoài trước đi. Hội sở hôm nay náo nhiệt lắm. Nghe nói còn có bình chọn tiểu ca bán hàng đẹp trai nhất. Thế à? Nhưng mà tôi cũng không nhìn thấy được. Cô không tham gia à? Một người mù cũng có thể tham gia sao? Nghe nói anh không ở đó tôi liền bảo Tiểu Hoa đưa tôi về ngay. Quần áo và giày ở trên người không giống với người đó. Anh ta có điên không? Có vẻ như cô ta thực sự bị mù. Anh vừa ném cái gì vậy? Không có gì. Không có gì quan trọng. Sau này kể cả là ý của bà nội, không có sự cho phép của tôi. Đừng tự ý đến tìm tôi. Được. Anh ta đang cởi quần áo sao? Sao mặt cô lại đỏ như vậy? Cô có thể nhìn thấy sao? Nóng quá. Có phải nhiệt độ máy sưởi nóng quá không? Anh ta định tắm trong phòng tắm của mình sao? Cô chủ vậy còn cậu chủ thì sao? Anh ấy có nghi ngờ gì không? Tạm thời cứ như vậy đã. Tiểu Hoa, hôm nay tôi muốn ra ngoài, cô giúp tôi để mắt tới trong nửa tiếng nhé. Cô chủ à, cô vừa mới thoát chết trong gang tấc đấy, cô đã muốn ra ngoài kiếm tiền rồi sao? Không phải kiếm tiền, tôi muốn đi gặp một người. Cô chủ, không phải là cô có tình nhân ở ngoài đấy chứ? Tất nhiên không phải. Tiểu Hoa, nếu cô không yên tâm cô có thể đi cùng tôi, nhưng tôi sẽ chia cho cô 20% số tiền tôi kiếm được. Thực sự là đi ra khỏi đây chỉ nửa tiếng thôi sao? Đúng cô đừng lo. Được tôi đồng ý. Tinh Tinh, có phải là Tinh Tinh không, chú Quân? Tinh Tinh, cô chủ đây là... Đây là chú Quân, chú ấy từng làm quản gia ở gia đình chúng tôi. Cô chủ, tôi cứ tưởng cô không còn nhớ gì đến tôi nữa. Từ sau vụ cháy ở nhà họ Lục, tôi bị buộc tội và phải ở tù. Đã 15 năm rồi, bây giờ tôi mới được ra ngoài. Chú Quân, con biết vụ cháy năm đó không phải lỗi do chú. Con hiểu rõ chú là người như thế nào. Tất cả đều là lỗi của tôi, khiến cô không thể thấy gì trong suốt 15 năm. Không biết cô đã chịu đựng như thế nào. Tinh Tinh, bây giờ hãy đi cùng chú đi. Không được, cô không thể đi. Chú Quân,
bây giờ tôi là vợ của Thẩm Hải rồi và đang mang thai đứa con của anh ấy. Nếu đi, Thẩm Hải sẽ không bỏ qua chúng ta. Thẩm Hải người đứng đầu ở Long Quân sao? Nghe đồn là anh ta luôn trả thù với phương thức hành động rất tàn nhẫn. Đúng vậy, đại thiếu gia của chúng tôi không bao giờ nương tay với bất kỳ ai. Tinh Tinh à, tại sao cô lại dính dáng đến một người như vậy và còn mang thai với đứa con của anh ấy? Chú Quân, đó là một câu chuyện dài. Nhưng chú đừng lo, cháu có thể tự bảo vệ được bản thân mình. À đúng rồi, chú có mang theo đồ cháu yêu cầu không? À đây, tôi có mang. Chính là nó. Có công thức nước hoa của gia đình Lục và chai nước hoa này, chúng ta có thể phục hồi lại ngành nước hoa của gia đình Lục. Cô chủ, có phải cô là người kế thừa của gia đình nước hoa hàng đầu trước đây, gia đình Lục không? Tôi có thể xem chai nước hoa này được không? Được. Cô bé nên cẩn thận một chút. Chai nước hoa này là một trong những sản phẩm hàng đầu của gia đình Lục. Hiện tại chỉ còn một chai. Quá trình sản xuất rất phức tạp, cần đến 6 tháng để hoàn thành. Nước hoa hàng đầu của gia đình Lục, đó không phải là loại nước hoa đứng đầu bảng xếp hạng nước hoa sao? Nghe nói không có nhiều người ngửi được mùi này. Tinh Tinh à, cô có thực sự muốn ở lại nhà họ Thẩm không? Chú Quân, chú đừng lo lắng, tôi không hẳn là người mù. Tôi có thể nhìn thấy một chút ánh sáng và màu sắc, người nhà họ Thẩm vẫn chưa biết. Đợi cho đến khi tôi kiếm đủ tiền, tôi sẽ kiếm bằng được cách rời khỏi nhà họ Thẩm. Được. Thế thì tốt rồi. Tôi tưởng là ai? Đây không phải là Lục Tinh Tinh sao? Cô là... À tôi xin lỗi. Tôi quên mất rằng cô là người mù. Tôi là bạn cũ của cô đây, Hải Yến. Vậy sao? Lâu rồi không gặp. Thật đáng thương. Khi cô còn nhỏ, cô là công chúa nhà họ Lục, tôi là bạn học của cô. Nhưng bây giờ, gia đình cô tan nát phá sản còn cô thì bị mù. Trong khi gia đình tôi ngày càng phát triển, kinh doanh ngày càng lớn, cô có tức giận không? Này cô gái, cô nói như vậy là có ý gì? Cô đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy, tôi thật sự muốn biết chồng của cô là ai. Chỉ là một người bình thường thôi. Cô ta từ nhỏ luôn bắt nạt mình, bây giờ lại kết hôn với một ông già, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Cô nhìn lại mình xem, dường như cuộc sống của cô cũng không mấy tốt đẹp. Gặp khó khăn, tại sao bạn không nhờ các bạn cũ giúp đỡ? Này cô, ai nói với cô là cô ấy không hạnh phúc từ khi cô ấy cưới xong, Tiểu Hoa? Yến Hảo, cảm ơn cô đã quan tâm, tôi vẫn ổn. Tên mù này thật cứng đầu. Đúng rồi, sắp tới gia đình chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, có quyên góp và đấu giá, được tổ chức cho trẻ em vùng núi. Đây là thư mời của cô. Cô nhớ đến đấy. Nhớ dẫn theo chồng tới đấy nhé. Tôi sẽ không đi. Cô không cần quyên góp, không cần đấu giá cũng không sao. Nhiều bạn cũ cũng sẽ đến. Chỉ là một cuộc gặp mặt. Đây là... Trong số những vật đấu giá có một cái đèn hương của gia đình Lục. Tôi sẽ đi. Nhưng để đấu giá cái đèn hương này, hiện tại số tiền mình đang có không đủ. Hải Yến, không phải chúng ta là bạn bè từ nhỏ sao? Không phải cô quan tâm đến nước hoa hàng đầu của gia đình Lục sao? Gia đình Lục đã bị cháy hết, không còn nước hoa hàng đầu nữa. Hiện tại chỉ còn lại một chai trên thế giới. Xin hãy cho cô ấy xem nước hoa. Đúng thật là nước hoa hàng đầu của gia đình Lục. Từ khi còn nhỏ, cô không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả. Tại sao hôm nay cô lại hào phóng thế? Cô cũng biết tôi đang gặp khó khăn, trong khi gia đình cô nghe nói đã thành công hơn trước rất nhiều, bây giờ đã là gia đình hàng đầu tại Long Xuyên. Hãy xem xét việc giúp đỡ bạn cũ. Giá hữu nghị tôi lấy cô 350.000 vạn. Hãy lấy đi. 350.000 vạn? Cô giết người à? Làm sao có thể? Chỉ còn một chai trên thế giới này. 350.000 vạn là tôi đã giảm giá cho cô rồi. Hay là, thực ra gia đình cô cũng không giàu, nên không đủ khả năng chi trả cho chai nước hoa này. Một chai nước hoa thôi mà, có gì mà không thể mua được chứ? Chú Quân,
cảm ơn cô. Đừng quên đến bữa tiệc đấy. Tất nhiên là tôi sẽ đến rồi. Cô chủ, cô người phụ đó không tốt đẹp gì đâu. Tại sao cô vẫn đối xử tử tế với cô ta như vậy? Nếu không nói chuyện một cách khéo léo, làm sao có thể bán chai nước hoa cho cô ta với giá 350.000 vạn được chứ? Tinh Tinh à, chai nước hoa này được ông bà chủ thiết kế riêng cho cô, không bán ra ngoài. Chú Quân, đừng lo, tôi đã lấy lại công thức. Tôi có thể tạo ra nó một lần nữa, chỉ cần dành thêm thời gian. Nhưng chiếc đèn hương này có ký ức đẹp về mẹ và bố tôi. Tôi không muốn những ký ức đó rơi vào tay người khác. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể tham dự buổi tiệc này không? Một người mù đi tham dự cái gì? Tôi muốn mua một thứ trong tham gia phiên đấu giá ở đó. Tôi không hỗ trợ cô về tài chính. Không cần, chỉ cần cho tôi đi là được. Sau khi cha mẹ tôi mất, họ không để lại gì cho tôi. Mười mấy năm đã trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức về việc cứu chữa của cha mẹ tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Được, tôi chấp nhận. Cảm ơn anh. Dường như cô ta cũng không phải là người không biết ơn. Đừng nghĩ rằng tôi cho phép cô ra ngoài là cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Hãy nhớ rằng, đừng làm những điều làm mất mặt cho gia đình chúng tôi. Anh đừng lo, tôi sẽ không nói với mọi người tôi là vợ của anh đâu. Dù làm điều làm mất mặt cũng không liên quan gì đến gia đình của anh đâu. Tốt nhất nên vậy. Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi tổ chức tiệc. Xin chào, cho tôi hỏi hai người là ai? Lục Tinh Tinh của gia đình Lục. Xin mời vào. Tôi nghe Hạ Yến nói, gia đình Lục ở khu Long Xuyên cũng sẽ cử người đến. Có chuyện gì ở Long Xuyên mà tôi không biết chứ? Đó là gia đình Lục kinh doanh nước hoa mười mấy năm trước. Ban đầu tưởng rằng gia đình họ đã bị hỏa hoạn tiêu diệt. Không ngờ vẫn còn một lọ cho cô con gái của họ. Chúng tôi đều tò mò về việc cô ấy trông như thế nào. Cô ấy đến rồi. Anh Thẩm, anh không xem thử sao? Tại sao tôi phải xem? Tẻ nhạt. Không ngờ người mù này còn có quá khứ như vậy. Cô ấy quả thật rất đẹp, nhưng tiếc rằng cô ấy bị mù. Tinh Tinh, cậu cũng đến đây sao? Chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Tôi đến trễ rồi sao? Không sao, cuộc đấu giá còn chưa bắt đầu, để tôi đưa cậu vào đó. Chồng cậu cũng đến đây sao? Hai người mau vào đây đi. Tôi chỉ là người đi cùng bảo vệ cô ấy thôi, đừng hiểu nhầm. Tinh Tinh, mọi người trong gia đình cậu chắc cũng ngăn cấm cậu nhiều lắm, nhưng tình yêu mà, tuổi tác không quan trọng, đúng không? Xin cô hãy tôn trọng chúng tôi một chút. Hải Yến đâu có tôn trọng Lục Tinh Tinh. Với tư cách hiện tại, gia đình Hạ đã mời cô ấy. Cô ấy nên biết ơn cô Hạ Yến đây mới phải. Đúng vậy đó, Lục Tinh Tinh. Đã nhiều năm không gặp, cậu vẫn còn nghĩ mình như ngày xưa sao? Còn để chồng già như vậy giả làm vệ sĩ đi theo. Cậu đừng nói cậu ấy vậy. Gia đình Lục đã phá sản nhiều năm như vậy rồi. Cậu nghèo thì cứ nhận nghèo đi, còn cố thể hiện cho ai xem chứ? Cậu nghĩ mình vẫn như ngày trước sao? Là một cô công chúa. Ai trong số các bạn trong lớp không biết chứ? Đúng vậy, Hải Yến. Tôi đã gặp nhiều người như cô ấy rồi. Có thể làm tất cả vì tiền. Hôm nay có thể vì tiền mà lấy một ông già tồi. Ngày mai có thể như một con ma bám vào cậu để hút máu. Tâm hồn tốt đừng để bị những người như vậy quấy rối. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một suy nghĩ. Những người tâm địa độc ác thường nghĩ người khác cũng giống mình. Lục Tinh Tinh, cô dám? Cô định làm gì? Ông Thẩm đang nhìn chúng ta đấy. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người đến đây đều vì từ thiện. Được rồi, vậy tôi sẽ xem. Lòng từ thiện của cô Lục Tinh Tinh đây như thế nào? Tất cả số tiền từ thiện lần này sẽ được quyên góp cho trẻ em vùng núi. Số tiền từ thiện không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có lòng là được. Chỉ cần quyên góp từ 80 đến 100 ngàn vạn là được. Đương nhiên. Chú Quân, 500.
cho người ăn xin à? Vừa rồi Hạ Yến cũng nói, từ thiện không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có lòng là được. Tôi khuyên cô, đừng làm những điều làm mất mặt ở đây, Lục Tinh Tinh một kẻ nghèo. Đây không phải là nơi mà cô nên đến. Nếu cô không muốn mất mặt thêm, thì tự đi đi. Lục Tinh Tinh, cô sẽ trở lên tức giận. Hay là khóc đây? Cô nói gì thế? Chú Quân, đừng. Hải Yến, phiên đấu sắp bắt đầu chưa? Lục Tinh Tinh, cô vẫn không chịu đi đúng không? Tôi hiểu rồi. Cô đến đây để ăn xin phải không? Cũng chỉ vì danh tiếng của cô. Làm sao có cơ hội đến dự tiệc ăn tối cao cấp như thế này? Tôi nghĩ cô ấy đến đây để gặp gỡ nhiều người giàu có hơn. Cô, tránh đường. Loại con gái này, hoàn cảnh gia đình đột nhiên suy sụp, không thể chịu nổi, nên mong muốn kết bạn với một số người giàu có để có thể sớm quay trở về cuộc sống giàu có. Anh Thẩm, anh có thấy giống tôi nói không? Tất cả mọi người đều xúc phạm cô ấy như vậy, vậy mà cô ấy không định phản bác lại sao? Tiếc thật. Tôi muốn chơi đùa một chút. Nhưng ai ngờ cô ấy cao tay hơn, ông già hơn tuổi cả cha mình mà còn không tha, nếu dây vào cô ta, làm sao mà thoát ra được cơ chứ? Tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt ấy? Tôi nói gì sai sao? Không có gì. Tôi nhìn xem cổ với đầu cậu, khỏe đến mức nào thôi. Anh Thẩm, nếu tôi đã làm sai điều gì, anh có thể nói thẳng với tôi. Hay là, để tôi mua một món đồ đắt nhất trong phiên đấu giá, làm quà sinh nhật cho anh. Cậu sợ gì chứ? Tôi đang khen cậu mà. Cảm ơn Thẩm đại ca. Sao mình cảm thấy Thẩm tổng cười có chút đáng sợ? Không lẽ anh ấy đã chú ý đến cô gái mù ư? Không thể nào. Phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Tất cả số tiền thu được từ phiên đấu giá này sẽ được quyên góp toàn bộ cho trẻ em vùng núi, không có giá cả tối thiểu, ai trả giá cao nhất sẽ nhận được. Tinh Tinh, tiền của chúng ta thậm chí không đủ mua một cái đèn thông minh. Chú Quân, thứ tự của chiếc bình chúng ta cần thứ mấy vậy? Thứ 68. Chú Quân, chú cứ làm theo những gì chúng ta nói trước đó là được. Tiếp theo bây giờ là bộ sưu tập số 55. Là một cặp ngọc từ 500 năm trước. Giá trị ước lượng vượt quá 5 triệu. Chú Quân, 350.000. Mặc dù phiên đấu giá này không có giá cả tối thiểu, nhưng cô ấy trả 350.000. Cô ấy không thấy xấu hổ hay sao? Cậu có nghĩ cô ấy đến đây là để tìm cơ hội mới cho mình không? 1 triệu. Giao dịch thành công. Món hàng thứ 60 là một bức tranh cổ. 350.000. 2 triệu. Giao dịch thành công. Món hàng thứ 65 là một chiếc vòng tay. 350.000. Ông lão này đã liên tục trả giá 350.000 trong hơn 10 lần. Không có tiền mà cứ thích thể hiện. 3.200.000. Giao dịch thành công. Tiếp theo là món hàng thứ 68. Cũng là một món quà quý mà cha tôi đã dành cho chúng tôi. Đó là một chiếc bình hương cao cấp. Chú Quân, chú hãy xem đi, có đúng là một bình hương cao cấp đấy không? Đúng chính nó. Nhưng cha tôi nói, khi ông ấy nhận được chiếc bình lưu hương, ông ấy phát hiện ra một vết nhỏ trên nó. Ở phía sau có một hình vẽ, nên giá trị của bình lưu hương này đã giảm đi một chút. Con đang làm gì vậy? Không có gì. Con vẽ cái gì vậy? Lấy ra đây. Lấy ra cho bố xem. Xem. Cái bình hương này là bình lưu hương cao cấp, tại sao con lại vẽ lên đó chứ? Nếu con thích vẽ thì để con vẽ. Nào của con đây. Đừng khóc nữa. Con ngoan nha, đừng khóc nữa. Ừ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, vẽ đi ừ. Tôi hiểu rồi. Mỗi lần cầm bảng, không phải là thật lòng muốn mua đồ, mà là giả vờ để qua mặt người khác. Nhưng ông lão chỉ cầm 350.000 để lừa. Có phải là quá keo kiệt không? Đúng vậy, dù có chút vết nhưng cái bình hương này cũng phải bán từ 2 triệu trở lên chứ. Lục Tinh Tinh, cô cũng nên tìm một người đàn ông có kinh tế hơn chứ.
mỗi lần chỉ ra giá có 350.000, giả vờ làm chủ. Cậu đang muốn chúng tôi cười chết à? Cô ấy đã bị mù. Tìm được một người ở bên bao nuôi đã là tốt lắm rồi. Thực sự cô ta cứ để mọi người chèn ép mình vậy sao? Còn nói với mình là sẽ không chọn người cho gia đình Thẩm. Một triệu. Cô không thể, chúng ta không có. Nhìn ông lão này lo lắng thế, chắc chắn không đủ khả năng để trả một triệu. Nếu họ mua được món đồ mà không có tiền trả, thì chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. Cô Tinh Tinh đây là bạn học cũ của tôi, những năm qua cô ấy đã gặp nhiều khó khăn. Vì cô ấy muốn cái bình lưu hương thơm này. Tại sao chúng ta không giảm giá cho cô ấy? Món đồ này thực sự là của gia đình Hạ. Cô Hạ Yến đã lên tiếng. Chắc chắn mọi người ở đây cũng sẽ đồng ý cả thôi, có đúng không? Đúng. Giao dịch thành công. Một nửa phiên đấu giá đã kết thúc. Mình đã thành công. May mà kế hoạch xảy ra không có bất kỳ sự cố nào. Thực sự đã thành công. Lục Tinh Tinh. Hồi đó cô đã từng rất nổi tiếng ở trường. Bây giờ cô không thể tránh khỏi gia đình chúng tôi. Tất cả những gì có thể làm là khiến cậu mất mặt. Xin mời cô Lục quẹt thẻ. Cảm ơn cô đã đóng góp cho trẻ em vùng núi. Chú Quân, chú hãy ký vào đi. Lục Tinh Tinh đã mua một cách dễ dàng. Nhưng không thể trả tiền thì sẽ phải đối mặt với vụ kiện. Cô kiểm tra lại chưa? Đúng chính xác 1 triệu. Họ lấy 1 triệu từ đâu chứ? Tinh Tinh. Tôi không biết. Cô gái mù này khá thông minh. Chỉ cần biết một chút là có thể kiếm được nhiều tiền. Lục Tinh Tinh, rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền? Cô kiếm số tiền này ở đâu ra chứ? Đừng bao những người đàn ông xung quanh cô nữa. Họ sắp hói cả đầu đến nơi rồi, cô. Số tiền này đều là do cô ấy tự kiếm được, không liên quan đến tôi. Tôi thực sự không có nhiều tiền. Cảm ơn cô Hạ Yến đây đã đóng góp 350.000 cho tôi. Nếu mọi người không giảm giá, thì tôi làm sao mà có thể nhận được chiếc bình lưu hương này? Có phải ngay từ đầu cô đã lên kế hoạch để lấy chiếc bình lưu hương này đúng không? Trước tiên cô ta đấu giá với tất cả mọi đồ với giá 350.000, sau đó giả vờ như đang diễn kịch và luôn nói 350.000, làm cho mọi người nghĩ rằng cô chỉ có một chút tiền. Lục Tinh Tinh, sao cô có thể làm như vậy được chứ? Bạn cũ Hạ Yến, tôi chỉ là muốn lấy lại những gì thuộc về tôi thôi, cậu đừng hiểu lầm. Cô thực sự rất biết cách diễn đấy, ở nhà cô luôn ngoan ngoãn, dường như tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Chú Quân, chúng ta đi thôi. Tinh Tinh, tôi đã nhìn thấy Thẩm Hải. Tôi đã thấy hình ảnh của anh ấy trên truyền hình. Anh ta thật sự cũng có mặt ở đây sao? Anh ấy nghe nhiều lời đồn đại nhưng vẫn không hề động lòng. Liệu anh ấy có muốn quay lại để trả thù mình không? Đúng vậy, Hải Yến. Nhân tiện tôi đã kết hôn. Nhưng chú Quân đây chỉ là một người chú đi bảo vệ tôi thôi. Chồng tôi anh ấy còn rất trẻ và rất có triển vọng. Anh ấy rất tốt với tôi rất thích anh ấy. Mọi người đều thích nghe những điều tốt đẹp. Mình hy vọng khi mình nói như vậy thì anh ấy về nhà sẽ không gây rắc rối cho mình. Người phụ nữ này muốn mình lên tiếng sao? Tận dụng cơ hội để công bố cô ấy là cô dâu của nhà họ Thẩm. Tầng danh vị này có thể giúp cô ấy kiếm được nhiều hơn một cái bình lưu hương. Trẻ trung và có triển vọng. Tôi không biết chồng cô xuất thân trong gia đình nổi tiếng nào. Ai công nhận anh ta? Lục Tinh Tinh, nếu cô dám nói ra, cô chết chắc. Cô làm sao có thể biết được? Tôi nói những điều này chỉ để cô không hiểu lầm tôi và chú Quân đây. Tôi rất trân trọng hôn nhân hiện tại của tôi. Nếu cô lan truyền tin không tốt về tôi một lần nữa, tôi sẽ điều tra đến cùng. Tạm biệt. Đồ lừa đảo, cô muốn bỏ chạy sao? Mau chặn cô ta lại. Các ngươi định làm gì vậy? Chúng tôi đã trả tiền rồi. Còn việc gì nữa không? Đừng vội đi, đêm nay cậu là người chiến thắng. Không để gì, sau nhiều năm gặp lại bạn cũ như thế này, tất nhiên phải ở lại chơi thêm một chút. Lục Tinh Tinh, cậu chắc chắn đã không uống rượu ngon trong nhiều năm nay. Tôi nên chúc cậu một ly. Chẳng lẽ nào họ bỏ thêm cái gì vào trong ly rượu sao? Tại sao mình không thể ngửi thấy gì? Tôi ăn món ăn rẻ tiền mỗi ngày. Dạ dày của tôi không xứng đáng uống thứ gì như thế này. Lục Tinh Tinh, cô đang làm cái gì vậy? Bẩn hết chiếc váy cao cấp của tôi rồi. Tôi...
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu cũng biết đấy, tôi là một người mù. Cậu là người tốt bụng như vậy, chắc cậu cũng không trách tôi đâu đúng không? Cậu, cô có ý định gì vậy? Trong ly rượu mà cô đưa cho cô chủ của tôi, cô đã cho thêm cái gì vào đó đúng không? Thật sao? Muốn hãm hại người khác, đã nhận hậu quả luôn rồi. Lục Tinh Tinh, đồ khốn nạn, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, tôi không chịu thua. Tôi sẽ đi cùng cậu để đổi quần áo. Ôi chào! Chú Cố, hôm nay chú cũng đến à? Đúng vậy. Hôm nay Cố Hạ Yến đẹp quá. Chú Châu, hôm nay bạn cùng lớp tôi Lục Tinh Tinh cũng có mặt ở đây. Cô ấy từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp. Tôi cũng vừa thấy rồi. Cô ấy quả thật rất đẹp. Nhưng lại là một người mù. Nghe nói còn lấy một ông già làm chồng. Người mù mới tốt để kiểm soát, chú Châu. Tôi nghe nói Lục Tinh Tinh chỉ dựa vào việc chuyển nhượng tài sản cho đàn ông. Rất không hài lòng với ông chồng đó. Đang tìm một người tài trợ mới. Chị Hạ Yến, vẫn là chị thông minh. Ông ta nổi tiếng là một người đàn ông dâm đãng và khó chịu. Lục Tinh Tinh lần này gặp rắc rối to rồi. Tinh Tinh, là cô sao? Tôi là bố của Châu Nhược. Chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi họp phụ huynh. Chú Châu, chào chú. Ồ, tôi nhớ rõ, cô đã chuyển đến học ở trường Đại học Long Hạ sau khi tốt nghiệp trung học. Sau đó cô đã học ở đâu? Có chuyện xảy ra trong gia đình, nên tôi không tiếp tục học nữa. Ồ, một cô bé tài năng như ngươi không nên bị lãng quên. Chú Châu sẽ giúp đỡ ngươi. Giúp cô chưa khỏi mắt và giúp cô đi học có được không? Cảm ơn chú Châu. Không cần nữa rồi, tôi đã kết hôn. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chú Châu biết rằng cháu không muốn công nhận ông già tóc trắng đó là chồng của mình. Vì cháu nghĩ rằng ông ấy không thể làm hài lòng mình. Đúng vậy. Anh ta thậm chí không chỉ nổi 1 triệu. Làm sao ông ấy có thể bảo vệ được em? Vậy chú Châu dẫn em đi mua sắm chút đồ nhé. Mua vài cái túi mới. Cảm ơn chú Châu đã quan tâm. Tôi không có ý định phá hoại hạnh phúc của ai đâu. Một tên mù chết tiệt. Không biết xấu hổ. Cô là một con điếm. Cả gia đình cô đều làm điếm. Hỏi những người lớn tuổi hơn ở đây. Ai cũng biết cha cô không chịu được mẹ cô đi ngoại tình. Nên mới ra lệnh cho người khác đốt cháy cả gia đình. Ông nói dối. Chính ông là người bẩn thỉu thì ông nghĩ mọi người trên thế giới đều giống ông sao? Nói dối là việc đáng xấu hổ. Con mù chết tiệt. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi chết đi. Ngươi là ai? À, đây là anh Thẩm. Tôi không có ý gì đâu. Anh đang chào hỏi tôi à? Không 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 không. Là tên mù chết tiệt này khiến tôi mất bình tĩnh chút thôi. Tôi thật sự không có ý gì đâu. Làm ăn kiểu bắt nạt này à? Không có ai ở Long Xuyên hiểu rõ hơn tôi. Một chai rượu không thể giải quyết được gì cả. Tôi có thể dạy anh. Không 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 cần. Tại sao? Anh coi thường tôi à? Không 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 phải đâu Thẩm Tổng. Ồ, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn chết. Được rồi. Anh làm ơn hãy cho tôi lời khuyên. Để tôi sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây. Đưa rượu cho tôi. Cảm ơn Thẩm Tổng đã chỉ giáo. Tôi đánh giá cao thái độ học hỏi của anh Châu đây. Được rồi.
tôi đã dạy rồi, bây giờ anh hãy thực hành đi. Đáng nhẽ lúc nãy mình nên khen anh ta nhiều hơn. Tại sao chỉ khen một câu thôi chứ, giờ thì hết cơ hội rồi, anh ấy sẽ đối phó với mình. Không dám, tôi không dám. Tôi làm phiền cô rồi, tôi sẽ rời đi ngay. Đi rồi sao, anh ta không xử mình thật sao? Anh Thẩm, ôi đến rồi đây, Lâm Tinh Tình thật là quá hỗn xược, tôi sẽ giúp anh trừng phạt cô ta. Anh Thẩm, tại sao anh lại đẩy tôi? Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô dụng, nếu không phải vì cô ấy đánh lừa chúng tôi, cô ấy không thể mua được bộ sưu tập của gia đình chúng tôi với giá thấp như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, bộ sưu tập đó có giá 1 triệu đều là giá mà cô tự đề ra, cô ấy mua được thì là của cô ấy, tôi không cần biết là bằng cách nào. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy chứ? Thẩm Hải, thật sự đang đứng ra nói giúp mình sao? Thẩm Hải, ý tôi không phải như vậy. Hải Yến, Thẩm Tổng, xin lỗi cậu, tất cả là do con gái tôi không kiềm chế được, không ngờ cậu lại đến tham gia buổi bán đấu giá, tại sao cậu đến mà không báo với chúng tôi một tiếng? Nếu tôi nói với anh trước, làm sao có cơ hội nhìn thấy những gì anh đã làm sau lưng tôi? Anh Hạ Phúc này, tôi giao quyền tổ chức buổi bán đấu giá cho anh, không phải để anh làm cho buổi bán đấu giá trở nên hỗn loạn như vậy. Hóa ra buổi bán đấu giá này không phải của gia đình Hải, mà nhà đầu tư thật sự đằng sau là gia đình Thẩm. Chẳng trách, nhà họ Hạ làm sao mà có thể tổ chức một bữa tiệc xa hoa như vậy chứ? Hải Yến, mau xin lỗi Thẩm Tổng đi. Thẩm Tổng, tôi xin lỗi. Người cần phải xin lỗi không chỉ có tôi. Lục Tinh Tinh, tôi xin lỗi. Người làm kinh doanh vẫn nên dựa trên sự trung thực. Hải Yến, tạm biệt. Chú Quân, chúng ta đi thôi. Cảm ơn anh Thẩm Tổng. Đừng nghĩ rằng tôi đang giúp cô, tôi chỉ không muốn buổi bán đấu giá trở nên quá khó xử thôi. Tôi không tin. Tôi sẽ viết lời khen cho anh khi tôi trở lại. Chúng ta đi thôi. Anh đang nói gì với kẻ mù đó vậy? Không có gì cả. Bạn có phải là anh đang thay đổi khẩu vị và thích kẻ mù đó không? Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ không ngần ngại xé mồm của cậu ra đâu. Thật không ngờ người mù này lại thú vị như vậy. Lục Tinh Tinh, mù mà vẫn có thể thu hút người khác, ngay cả Thẩm Tổng cũng đối xử với cô thật khác biệt. Thẩm Tổng, tôi chóng mặt quá. Mùi hương của hổ phách trong giấc mơ. 15 năm trước, cô gái đã tặng mình một dây chuyền cũng có mùi hương này. Cô là ai? Cô ấy là con gái của gia đình Hạ. 15 năm trước, tại Giang Nam, có phải cô đã cứu một cậu thiếu niên? Đó không phải là quê hương của Lục Tinh Tinh sao? Nhìn cách anh Thẩm nói có vẻ như anh ấy đang tìm kiếm người cứu mạng của mình. Đúng vậy. Chẳng nhẽ cậu bé đó là anh sao? Tôi đã luôn tìm kiếm cô, nếu không phải vì cô đã cứu tôi đã chết từ lâu rồi. Không ngờ mình lại trúng giải độc đắc một cách vô tình như vậy. Cô bị thương rồi, tôi sẽ đưa cô đi khám bác sĩ. Trời ơi, Thẩm Tổng, người chưa từng gần gũi với phụ nữ, hóa ra người mà anh ấy thích là con gái nhà Hạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình không hiểu gì cả? Mình còn nghĩ rằng anh ấy thích cô bé mù kia. Cô chủ, bà cụ bảo tôi đưa cô về. Thế nào rồi, cô đã mua được những gì cô muốn chưa? Mua được rồi, em xem đi. Ô, cuối cùng thì vật phẩm đã quay về với chủ. Lần này còn phải cảm ơn Thẩm Hải nữa. Cảm ơn Thẩm Tổng sao? Đúng vậy. Lúc đầu tôi đã cố hết sức để mua. Sau đó họ đã cản trở tôi mọi cách để không cho tôi đi ra. May mắn là có Thẩm Hải xuất hiện. Không ngờ lại thú vị như vậy. Em thực sự muốn xem. Dáng vẻ lúc rối bời khi bà cụ biết Thẩm Tổng giải cứu phu nhân, chắc bà cụ sẽ vui mừng lắm đây. Đúng vậy, Thẩm Hải thực sự là người lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Tiểu thư,
cô ổn chứ? Mình đã khôi phục thị lực rồi sao? Thiếu gia. Em nói gì cơ? Người đàn ông vừa bế Hạ Yến là Thẩm Hải sao? Đúng vậy. Làm sao thiếu gia lại ôm người phụ nữ khác? Và còn lái chiếc xe mà bà cụ bảo tôi đến đón tiểu thư chứ? Cô không sao chứ? Lái nhanh lên. Thẩm Hải, chúng ta đã xa nhau 15 năm rồi, làm sao anh có thể nhận ra tôi? Vì cô có mùi hương đặc biệt. Trong 15 năm qua tôi chỉ ngửi thấy mùi này trên cơ thể cô. Nước hoa này là của Lục Tinh Tinh, chẳng nhẽ người anh ấy muốn tìm là Lục Tinh Tinh sao? Không, không thể để họ phát hiện ra. Đúng chính là vậy, đó là mùi cơ thể của tôi. Tôi đã tìm cô từ rất lâu, không ngờ cô lại ở lại Long Xuyên. Cô có muốn cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô không? Tất nhiên rồi. Thực ra vài năm trước tôi đã gặp anh ở buổi tiệc. Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm Hải, tôi ghét nhất là phải đi bệnh viện. Tôi có thể đến nhà anh được không? Anh có thể giúp tôi băng bó không? Được, đi thẳng về nhà Thẩm. Tận dụng cơ hội này, tiếp cận Thẩm Hải. Dù sau này anh ấy phát hiện ra mình không phải là người cứu mạng của anh ấy cũng không thể không nhận ra. Tại sao đến giờ này Tiểu Hoa vẫn chưa đưa Tinh Tinh về? Đến rồi đây, tiểu thư đã về rồi. Bà Thẩm, cháu chào bà. Người phụ nữ này là ai vậy? Cháu có mối quan hệ gì với cô ấy? Cháu làm như vậy có quá đáng với vợ mình không, bà nội? Bà làm cô ấy sợ đấy, cháu vô tình làm chân cô ấy bị thương. Cháu đưa cô ấy về phòng trước đi. Vâng. Chân bị thương thì đưa đến bệnh viện. Cháu đưa cô ấy về nhà làm gì? Cháu sẽ băng bó cho cô ấy trước, sau khi băng bó xong cháu sẽ đưa cô ấy đi. Tốt nhất là như vậy. Tinh Tinh ở đâu? Chiếc xe này là để đón Tinh Tinh. Đêm khuya như thế này rồi, cháu muốn cô ấy tự về một mình sao? Cô ấy có Tiểu Hoa đến đón rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Bà yên tâm, ôi thằng bé này. Cháu làm ta tức chết mất. Thẩm Hải, trong 15 năm qua, ngày nào tôi cũng nhớ anh. Hạ Yến, tôi cũng vậy. Trong 15 năm qua tôi đã cố gắng tìm kiếm cô mỗi ngày. Thẩm Hải, tôi có thể ở nhà anh được không? Tôi muốn ở bên anh nhiều hơn. Tất nhiên rồi, cô muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Thôi đi, dù tôi muốn ở bên anh, nhưng bà dường như không thích tôi. Hạ Yến, em là người tôi thích. Không có sự cho phép của tôi, không ai có thể khiến em rời khỏi đây. Tinh Tinh, cuối cùng cháu cũng trở về rồi. Bà xin lỗi. Thì ra bà nội trông trẻ đẹp như vậy. Bà nội, cháu không sao. Tối nay cháu đã có được nhiều thành công. Cháu đã mua lại bình lưu hương của ba mẹ. Bà biết rồi. Tinh Tinh là đứa trẻ ngoan. Nếu có điều gì oan ức, cứ nói với bà đừng để trong lòng nhé. Con thằng nhóc kia, bà đã nói với nó rồi. Một lúc nữa, sau khi băng bó cho cô gái kia xong, sẽ đưa cô gái đó về nhà ngay. Thẩm Hải thực sự đưa Hạ Yến về nhà sao? Chẳng trách bà nội lại tức giận đến như vậy. Tinh Tinh, cháu là cháu dâu duy nhất nhà họ Thẩm. Sau này, nếu Thẩm Hải có làm gì sai, cháu hãy nói với bà. Bà sẽ giúp cháu. Cháu cảm ơn bà. Cháu biết rồi. Cháu dâu, bây giờ cũng muộn rồi, bà nội đi nghỉ trước đây. Được, chúc bà ngủ ngon. Tiểu thư này thật tốt, nhưng tiếc rằng cháu trai của bà lại là một kẻ tệ bạc. Tiểu Hoa, bây giờ cũng đã muộn rồi, em cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Được.
mình thực sự nhìn thấy rồi sao? Cô Tâm Tâm, sao cô lại ở đây? Cô Tâm Tâm, sao cô lại ở đây? Như Huệ là cô gái mà tôi thích. Tôi đã tìm kiếm cô ấy suốt nhiều năm. Cô biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ? Tôi mong cô suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này. Tại sao hai người họ lại thân thiết với nhau như vậy? Như Huệ, tại sao tôi lại không thể ở đây? Tôi là người giúp việc của nhà họ Thẩm. Người giúp việc sao? Thẩm Thịnh Trì. Cô Tâm Tâm là người giúp việc của nhà anh sao? Phải. Vậy là cô ta vẫn có thể hiểu được những gì mình nói. Cô Tâm Tâm thực sự là người giúp việc của nhà họ Thẩm. Vậy thì mình phải ra tay hành hạ cô ta một trận để cô ta tự mình rời khỏi nhà họ Thẩm. Anh Thịnh Trì, trong thời gian em ở đây, anh có thể để cô Tâm Tâm làm người giúp việc của tôi được không? Ở trong nhà còn rất nhiều người giúp việc khác. Với lại cô ấy bị mù, tôi lo rằng cô ấy sẽ không chăm sóc tốt cho cô. Sao có thể xảy ra chuyện đó được? Tâm Tâm và tôi là bạn thân với nhau từ nhỏ. Mọi sở thích của tôi, cô ấy đều biết rõ. Tôi không quen với những người giúp việc khác. Vậy được rồi. Cô Tâm Tâm, từ hôm nay cô hãy chăm sóc cho Như Huệ. Vâng thưa anh Thẩm. Như Huệ, tôi còn nhiều việc phải làm. Vậy nên cô hãy quay về và nghỉ ngơi sớm đi nhé. Được. Chúc ngủ ngon. Con quỷ nhỏ này đang cố diễn một bộ mặt hiền lành thánh thiện sao? Vừa rồi cảm ơn cô khi cô đã nói mình là người giúp việc. Tôi không muốn người phụ nữ đó hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta. Anh Thẩm, anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Sự ưu ái này có thể đổi lấy điều gì đó thiết thực hơn không? Trong thời gian Như Huệ ở đây, cô hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Trong cái thẻ này có 1 triệu nhân dân tệ. Chỉ có 1 triệu nhân dân tệ thôi sao? Ban đầu theo thỏa thuận, anh chỉ nói anh muốn tôi làm vợ hợp đồng của anh thôi. Trong đó không hề nói tôi phải làm người giúp việc của anh. Giá của người giúp việc phải được tính riêng. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cho tôi thêm 500.000 nhân dân tệ. Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho cô 2 triệu nhân dân tệ. Cô hãy cứ cầm lấy trước đi. 1 triệu nhân dân tệ còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô vào ngày mai. Tôi tin anh Thẩm, anh nói là sẽ làm. Tâm Tâm, có chuyện gì vậy? Cô có nhìn thấy gì không? Có vẻ như vừa rồi cô đã lấy chiếc thẻ rất chính xác. Làm sao có thể như vậy được? Anh Thẩm, anh đang nói vớ vẩn cái gì thế? Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi không thể nhìn thấy. Anh nói như vậy khiến tôi bất ngờ. Ôi trời ơi! Cây gậy đi bộ của tôi đâu rồi? Anh Thẩm, anh có thể tìm nó giúp tôi không? Tôi không thể tìm thấy nó. Nó ở đây. Thật là rắc rối. Cảm ơn anh. Từ giờ trở đi cô hãy đóng vai người giúp việc cho thật tốt. Suýt chút nữa mình bị anh ấy phát hiện ra rồi. Chú Quân, mắt của tôi đã hồi phục trở lại rồi. Tôi đã hoàn toàn có thể nhìn thấy. Những gì cháu nói là thật sao? Ông trời quả thực có mắt mà. Phải rồi. Tôi đã không dám nói trực tiếp với chú vì vừa rồi Thịnh Trì đã ở đây. Bây giờ họ không có ở đây. Vậy nên tôi mới có thể báo cho chú biết tin này. Tại sao Thịnh Trì có thể để Như Huệ ở lại đây như vậy được? Anh ấy là chồng của cháu mà. Bởi vì Như Huệ là thanh mai trúc mã của Thịnh Trì. Thẩm Thịnh Trì nói anh ta đã tìm kiếm cô ấy suốt nhiều năm qua. Cái gì? Thịnh Trì dám nói như vậy trước mặt cháu sao? Chú Quân, đó cũng là điều tốt. Anh Thẩm đã tìm thấy người mình thích. Anh ấy sẽ không níu kéo tôi nữa. Tôi có thể thoải mái làm những gì tôi muốn. Chú Quân, mấy ngày nữa chú hãy ra ngoài tìm giúp tôi một cửa hàng nhé. Cửa hàng nước hoa của chúng ta sẽ sớm được mở cửa. Tôi sẽ sớm có vốn khởi nghiệp là 2 triệu nhân dân tệ. Tâm Tâm, chẳng phải bây giờ cháu đang bị cấm ra ngoài sao? Từ bây giờ đã khác rồi chú ơi. Thẩm Thịnh Trì bây giờ chỉ bận ở bên cạnh bạn gái của anh ta thôi. Tôi có nhiều cách để rời khỏi nhà họ Thẩm. Việc rời khỏi nhà họ Thẩm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
đợi tới khi gạo đã nấu thành cơm, mình sẽ không còn phải lo lắng việc Thịnh Trì có yêu mình hay không nữa. Hãy ngủ đi. Thịnh Trì, anh có thể ở lại với em được không? Được rồi. Cô ngủ rồi tôi sẽ rời đi. Tôi không tin, tôi sẽ viết thư cho anh sau khi anh quay lại. Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại nghĩ đến nhóc ngốc bị mù đó? Không sao. Như Huệ, tay của cô đang bị thương, vậy nên hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng em hơi sợ. Cô có thể để đèn ngủ khi ngủ. Tôi hơi mệt, vậy nên tôi muốn về phòng ngủ sớm. Dù sao tôi cũng sẽ phải sống ở nhà họ Thẩm một thời gian dài. Cô Tâm Tâm, tôi không tin là tôi không thể thắng được cô. Tên nhóc này, tại sao lại đặt vé máy bay đi nước ngoài cho tôi? Bà ơi, bố mẹ cũng lâu rồi không gặp bà mà phải không? Mỗi lần nói chuyện với cháu, bố mẹ đều nói nhớ bà. Cháu đã nghĩ nhiều về chuyện này. Với lại bà đã làm việc vất vả nhiều rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ha ha, thôi được rồi. Tâm Tâm, nếu có con chồn hay con cáo nào lại gần chồng của con hãy nhớ nói cho bà biết nhé. Bà nội sẽ giúp con xử lý con chồn hôi đó. Cháu trai của bà đã mang một con chồn về nhà vào hôm qua đó. Có lẽ cô ta còn ở đó rất lâu nữa đấy. Bà nội đừng lo, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Thịnh Trì chắc chắn không phải là người như vậy. Anh ấy luôn sống theo nguyên tắc của anh ấy. Nếu anh ấy thực sự làm điều đó, con nhất định sẽ nói với bà nội ngay lập tức. Cháu trai à, hãy nhớ báo cáo tình hình ở đây cho bà mỗi ngày nhé. Nếu con làm tổn thương Tâm Tâm, ta sẽ không tha cho con đâu. Được rồi, bà hãy mau lên xe tới sân bay đi, nếu không sẽ không kịp chuyến bay đâu. Cảm ơn cô, vì vừa rồi cô đã không nói với bà về Như Huệ. Những lời bà nội nói cô cũng không cần phải để ý. Trong tương lai, Như Huệ sẽ là phu nhân trẻ của nhà họ Thẩm. Bà nội sớm hay muộn cũng sẽ chấp nhận điều này. Vậy nên tôi hy vọng cô cũng sẽ hiểu được vị trí của cô càng sớm càng tốt. Tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng tôi không phải đối mặt với Như Huệ, mà người tôi phải đối mặt là bà nội. Đây chẳng phải là tôi sẽ phải diễn một màn kịch nữa sao? Anh Thẩm, anh có thể quyên góp một ít tiền cho màn kịch này của chúng ta được không? Alipay nhận được 2 triệu nhân dân tệ. Cảm ơn anh Thẩm, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi đảm bảo sẽ làm anh hài lòng. Thiếu gia, cô Tâm Tâm, một lát nữa Như Huệ sẽ về, tôi có việc cần phải ra ngoài, cô hãy giúp Như Huệ sắp xếp phòng ngủ nhé. Thiếu gia, cậu định để cô chủ phục vụ cho tiểu thư Lâm sao? Có vấn đề gì sao? Nhưng cô chủ hiện tại đang mang thai và cô ấy không thể nhìn được nữa, làm sao cô ấy có thể làm việc được? Tôi sao không để tôi phục vụ tiểu thư Lâm? Tiểu Hoa, từ giờ trở đi không có bà nội ở trong nhà này nữa, cô không cần phải dùng kính ngữ với cố Tâm Tâm như vậy đâu. Nếu có thì cũng chỉ có Như Huệ mới xứng, cô ấy mới là phu nhân trẻ tương lai của nhà họ Thẩm này. Thiếu gia, nhưng đây mới là vợ của cậu mà. Cậu chủ làm như vậy về mặt tình cảm không hề hợp lý một chút nào. Tiểu Hoa, cô nên biết vị trí của mình ở đâu. Tôi thuê cô về đây để làm việc cho nhà họ Thẩm, chứ không phải là để làm việc cho cố Tâm Tâm. Anh Thẩm, mong anh đừng trách Tiểu Hoa. Lỗi là do tôi đã không giải thích rõ cho Tiểu Hoa hiểu. Tiểu Hoa, tôi có thể ở lại nhà họ Thẩm là vì tôi đã có thai ngoài ý muốn. Người mà anh Thẩm yêu là Như Huệ, là vì tôi cần tiền nên đã chấp nhận làm người phục vụ cho Như Huệ, vậy nên không có gì là sai trái. Có phải mình bị điên rồi không? Tôi thậm chí còn cảm thấy có một chút tình cảm với cô ấy. Người phụ nữ này đã mang thai để được ở trong ngôi nhà này, vậy nên cũng chẳng có gì đáng tiếc khi cô ta làm người giúp việc. Cô đã nghe rõ chưa? Tiểu Hoa, từ giờ trở đi, cô và cố Tâm Tâm sẽ cùng nhau phục vụ cho tiểu thư Lâm. Hãy mau đi tìm cho Tâm Tâm một bộ đồ đi. Tôi hiểu rồi thưa ông chủ. Vậy bây giờ tôi đi tới công ty đây. Cố Tâm Tâm, cô ở nhà đừng gây ra rắc rối gì khiến tôi phiền lòng. Tôi đã nhận tiền và sẽ hoàn thành việc thật tốt. Cô chủ à? Tiểu Hoa, cô hãy đổi cách gọi đi, hãy gọi tôi là Tâm Tâm thôi. Tâm Tâm, thiếu gia có phải là đã quá đáng rồi không? Đưa người phụ nữ khác về nhà cũng được, nhưng thiếu gia lại còn bắt cô phải phục vụ người phụ nữ đó. Tôi thậm chí còn không bực. Vậy thì cô bực cái gì? Không sao đâu. Cố Tâm Tâm, mau lên đây. Được rồi Như Huệ, tôi đến ngay đây.
Cố Tâm Tâm, tôi thấy ngạc nhiên đấy. Một người mù như cô lại có thể vào làm việc ở nhà họ Thẩm được sao? Tiểu thư Lâm, cô đừng đánh giá thấp những người mù như chúng tôi, những công việc không cần nhìn bằng mắt. Tôi cũng có thể làm được. Hôm qua tại bữa tiệc không phải cô đã rất kiêu ngạo sao? Hôm nay cũng chỉ là người giúp việc cho tôi mà thôi. Tại sao bây giờ cô không sử dụng sự kiêu ngạo của cô như ngày hôm qua? Tôi không dám. Là do hôm qua tôi không biết tiểu thư Lâm đây là người yêu của anh Thẩm. Tôi đã xúc phạm tới cô, mong tiểu thư Như Huệ tha lỗi cho tôi. Cô mau đứng lên đi, không cần bóp chân cho tôi nữa. Cố Tâm Tâm, đừng đứng đó nữa, mau qua đó bóp chân cho tôi đi. Sao Tâm Tâm có thể làm việc này được? Cô dám phản kháng lại lời nói của phu nhân tương lai của nhà họ Thẩm sao? Có phải cô đang muốn bị nhà họ Thẩm trừng phạt không? Tiểu Hoa, cô còn đứng đó làm gì vậy? Cô Lâm thích tôi bóp chân cho cô ấy hơn. Cô đang cố tình cướp đi sự ưu ái của phu nhân tương lai của Thẩm gia dành cho tôi phải không? Được rồi, tiểu thư Lâm, tôi sẽ rút lui bây giờ. Cô Lâm, cô thấy thế nào? Lực bóp như thế này có vừa không? Cứ tiếp tục đi. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Tâm Tâm à! Tôi vô tình làm đổ đĩa hoa quả rồi. Được rồi Như Huệ. Cô muốn thử tôi phải không? Có chuyện gì thế? Cô làm đổ ở đâu? Đây này, cô hãy dọn dẹp sạch sẽ đi nhé. Mình sẽ chịu đựng được. Được rồi cô Lâm. Tôi sẽ dọn sạch sẽ chúng ngay bây giờ. Hãy bỏ nó vào thùng rác nhé. Cố Tâm Tâm, có phải cô bị điên rồi không? Cô Lâm, có chuyện gì xảy ra thế? Có phải vừa rồi tôi đã va phải một con lợn không? Con lợn sao? Cô đang chửi ai vậy hả? Đồ bị mù hôi hám dơ bẩn, vừa rồi cô đã va vào người tôi đấy. Làm sao có thể như vậy được? Tôi xin lỗi. Trước đây nhà họ Thẩm có nuôi một con lợn. Nó thường xuyên vào nhà chạy quanh quanh, tôi tưởng nó lại tiếp tục chạy vào đây. Người đâu? Mau vào đây. Hãy giúp tôi đi tắm rửa sạch sẽ. Người đâu? Nhanh lên. Cô Lâm, mọi người đã ra ngoài hết rồi. Họ không thể quay về đây phục vụ cô ngay được. Hay để tôi phục vụ cô. Cô là một người mù. Vậy thì cô phục vụ tôi làm sao được đây? Một người hầu dám chống lại phu nhân tương lai của nhà họ Thẩm sao? Có phải cô muốn bị tôi trừng phạt không? Cô ta nghĩ mình là bà hoàng của thời phong kiến sao? Đế quốc Đại Thanh đã tan rã được bao nhiêu năm rồi hả? Con khốn bị mù kia, tại sao nhà họ Thẩm lại có thể thuê một người vô dụng như cô vào làm việc được vậy? Đi, hãy giặt quần áo của tôi bằng tay biết chưa? Đây này. Cô dùng xà phòng thì làm sao sạch được hả? Phải sử dụng bột giặt, nếu hôm nay cô không giặt sạch đồ thì cô đừng mơ được ăn cơm. Dạ vâng thưa cô Lâm. Sao cô có thể sử dụng nước nóng để giặt? Bộ đồ này của tôi là hàng cao cấp, cô nghĩ giống với quần áo rẻ rách mà cô đang mặc sao? Cô Lâm, đây không phải là nước nóng, đây là nước ấm. Sao hả? Cô còn cãi lại tôi nữa sao? Tôi nói dùng nước lạnh thì dùng nước lạnh, cô không được phép dùng găng tay. Nhiệt độ 100 độ sẽ làm hỏng hết đồ của cô. Cô dám bày trò với tôi sao? Hôm nay tôi sẽ không ăn cơm. Này, cô mau đi kiểm tra xem Tâm Tâm đã giặt xong quần áo của tôi hay chưa. Vâng.
Tiểu thư Lâm, cô hãy tự mình vào xem đi, có phải kẻ mù đã đóng băng tới chết rồi không? Không phải, mà là quần áo hỏng hết rồi. Cái gì? Tránh ra. Cố Tâm Tâm, cô giặt đồ của tôi kiểu gì vậy hả? Tôi chỉ dùng bột giặt để giặt thôi mà. Đồ mù, đó là chất tẩy rửa nhà vệ sinh, làm sao có thể là chất tẩy rửa nhà vệ sinh được? Cố Tâm Tâm, đồ mù, hôm nay tôi sẽ trừng phạt cô một trận nhớ đời. Người đâu, mau đến đây, mang roi vào đây cho tôi. Cô Lâm, xin đừng đánh tôi, tôi sợ đau. Cố Tâm Tâm, Cố Tâm Tâm, tôi sẽ giết chết cô. Tránh ra. Đồ mù, cô dám chống cự lại tôi sao? Bắt cô ta lại. Hôm nay tôi sẽ cho cô ta một trận nhớ đời. Mấy người còn đứng đó làm gì vậy hả? Nhanh lên. Tiểu thư Lâm, xin cô đừng làm vậy. Nếu cô cảm thấy khó chịu thì hãy đánh tôi. Quần áo hàng ngày của cô hãy để tôi giặt. Một người giúp việc như cô mà dám cãi lời tôi sao? Tôi là phu nhân tương lai của nhà họ Thẩm. Cho dù tôi có đánh cô thì Cố Tâm Tâm cũng không thể thoát được đâu. Mấy người còn đứng đó làm gì? Đứng xem hài sao? Mau chóng bắt cô ta lại. Thả tôi ra. Như Huệ, nếu quần áo của cô trong quá trình giặt bị hỏng thì hãy để tôi đền tiền cho cô. Chuyện này không liên quan đến Tiểu Hoa, là do tôi gây ra nên tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Cô hãy thả Tiểu Hoa ra. Có vẻ như cô và kẻ mù này là chị em thân thiết với nhau. Cố Tâm Tâm, cô thật đáng thương. Bây giờ cô lại rơi vào hoàn cảnh buộc phải kết bạn với những kẻ là người giúp việc như thế này. Chẳng phải trước đây bạn bè của cô rất đông sao? Và chẳng phải cô cũng là một người có nhiều tiếng tăm nổi trội sao? Vậy mà bây giờ cô chỉ xứng đáng làm bạn với những loại người cấp thấp như thế này. Như Huệ, công việc của tôi ở nhà họ Thẩm không chỉ đơn giản là giặt quần áo và nấu ăn. Nhiệm vụ thực sự của tôi, nếu nói ra cô sẽ sợ chết khiếp đấy. Vậy là gì đây? Có phải cô muốn nói ở nhà họ Thẩm này cô không phải chạm tay làm bất cứ thứ gì không? Tất cả những người giúp việc ở nhà họ Thẩm cũng không biết chuyện này. Tới đây, tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi làm việc ở nhà họ Thẩm, tôi còn là người của nhà họ Thẩm. Sao cô có thể nói ra những điều vớ vẩn đó được hả? Nếu cô không tin, vậy thì hãy để Thẩm Thịnh Trì nói chuyện trực tiếp với tôi. Anh ấy không cần phải gặp một người giúp việc hèn hạ như cô. Một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến anh ta nói cho tôi biết sự thật. Buông ra. Mấy người không nghe thấy cô chủ nói gì sao? Còn không mau bỏ tay ra. Ai mới thực sự là phu nhân của ngôi nhà này? Dù mình cũng không đủ khả năng để xúc phạm tới cô ấy. Tâm Tâm, cô có sao không? Như Huệ, có chuyện gì vậy? Tôi nghe Cố Tâm Tâm nói anh và cô ta có mối quan hệ không rõ ràng với nhau. Có phải Cố Tâm Tâm đã nói với Như Huệ về cuộc hôn nhân giữa mình và cô ta rồi không? Người phụ nữ đó thật không đáng tin một chút nào. Như Huệ, bất kể Cố Tâm Tâm có nói gì đi chăng nữa, cô cũng phải chờ tôi về giải quyết. Quần áo đã giặt xong. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin cô, tất cả chỉ là lời nói vô căn cứ. Bây giờ tôi chỉ đợi xem cô sẽ chết như thế nào mà thôi. Cô dám nói những lời vô căn cứ liên quan đến Thịnh Trì, anh ấy chắc chắn sẽ không để cho cô sống yên đâu. Như Huệ, có chuyện gì xảy ra sao? Thịnh Trì, Thịnh Trì, sao anh có thể làm như vậy với tôi? Cố Tâm Tâm, những gì cô ấy nói có phải là sự thật không? Anh hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao cô lại khóc như vậy? Cô ta đã nói những gì? Cô ấy nói, cô ấy là người hầu riêng của một mình anh. Cô ấy có nói với cô điều gì khác nữa không? Không. Những gì cô ấy nói có phải là sự thật không? Đương nhiên là không phải rồi. Đừng tin vào những điều mà một người mù nói. Cô ta luôn nói những điều vô căn cứ như vậy. Nhà họ Thẩm nhận cô ấy vào làm việc là vì thấy cô ấy đáng thương mà thôi. Không chỉ có vậy, cô ta còn làm hỏng bộ đồ cao cấp của tôi rồi. Anh hãy nhìn xem, cô ta dám bắt nạt cô như vậy, tôi chắc chắn sẽ xử lý cô ta. Đừng khóc nữa, nếu cô khóc như vậy tôi sẽ rất đau lòng. Cố Tâm Tâm,
Tôi sẽ ở đây chờ tới ngày cô bị đuổi. Người phụ nữ này thật tàn nhẫn. Nếu biết xảy ra chuyện như thế này mình đã không cố chấp. Cô ta thật là phiền phức và khó ưa. Cố Tâm Tâm. Cô thực sự muốn làm loạn ở nhà họ Thẩm này sao? Nếu tôi không nói như vậy, làm sao có thể gọi anh quay về nhà được đây? Gọi tôi về để làm gì? Tôi muốn anh về để cứu đứa con của anh. Con của tôi? Không đúng sao? Như Huệ đã đánh tôi không thương tiếc, việc đứa trẻ trong bụng bị tổn thương là điều khó tránh khỏi. Cô ấy đã đánh cô sao? Như Huệ là người tốt bụng. Làm sao cô ấy có thể đánh cô được? Cô Tâm Tâm, cô đừng có tự diễn trò như vậy nữa. Cô nghĩ rằng dùng vài chiêu trò này là tôi sẽ tin cô sao? Anh tin hay không là tùy anh. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không làm nữa. Tôi sẽ trả lại 1 triệu nhân dân tệ này cho anh. Còn 2 triệu, hãy tính vào vết thương trên cơ thể tôi và việc đối phó với bà nội. Vậy tại sao cô lại nói với Như Huệ? Cô là người giúp việc của tôi. Vậy tôi nói sai sao? Người hầu riêng chỉ là nghĩa đen. Người hầu có thể ở trong phòng anh bất cứ lúc nào nếu muốn. Về phần người giúp việc, vốn dĩ anh cũng đâu có coi tôi như một người vợ phải không? Sự khác biệt giữa tôi và một người giúp việc là gì đây? Cô cũng khá giỏi trong việc ngụy biện đấy nhỉ? Tôi chỉ là đang tuân theo hợp đồng thỏa thuận của chúng ta mà thôi, vậy nên mới không tiết lộ cuộc hôn nhân hợp đồng của chúng ta. Vậy anh có thực sự muốn tôi nói với Như Huệ rằng chúng ta đã kết hôn với nhau rồi không? Tôi không phải là người giúp việc của anh, mà tôi là vợ của anh. Miệng lưỡi của cô sắc bén thật đấy. Vậy tôi hỏi cô, tại sao cô lại cố tình làm hỏng quần áo của Như Huệ? Đó chỉ là một tai nạn. Anh cũng biết tôi bị mù mà. Tôi không biết đó là chai nước tẩy vệ sinh. Anh cũng thấy đấy, ngay cả việc tự bôi thuốc tôi cũng không tự mình làm được, chưa kể tới công việc khó khăn như giặt quần áo. Tôi là người mù. Hôm nay tôi đã phục vụ trái cây, bóp chân và giặt quần áo cho bạn gái của anh. Tôi đã làm nhiều việc như vậy, anh không nên mắng tôi, mà anh nên khen tôi mới phải. Tại sao trước đây cô lại không như vậy? Cô thật giỏi biện hộ. Cô đã làm hỏng đầu của Như Huệ khi cô giặt chúng, vậy nên cô hãy bồi thường cho cô ấy một bộ đầu khác. Số tiền đó sẽ được trừ vào 2 triệu nhân dân tệ của cô. Không vấn đề gì. Những vết thương này thực sự là do Như Huệ đã gây ra cho Cố Tâm Tâm sao? Anh làm gì vậy hả? Anh thấy tôi là người mù nên muốn làm gì thì làm sao? Ai kêu cô bị mù làm gì? Ngay cả việc bôi thuốc cũng không làm được. Tôi muốn giúp cô bôi thuốc mà thôi. Tại sao đột nhiên anh lại tốt bụng với tôi như vậy? Đừng nói những điều vớ vẩn đó nữa. Tại sao mình luôn nghi ngờ Cố Tâm Tâm như vậy? Cô ấy giống hệt như cô bé ngày ấy. Nhưng chẳng phải mình đã tìm được cô bé Thanh Mai Trúc Mã của mình ngày đó rồi sao? Thẩm Thịnh Trì, anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải anh ta đã tìm được hôn thê của anh ta rồi sao? Vậy mà anh ta vẫn quan tâm đến mình. Thẩm Thịnh Trì, anh đang làm cái gì vậy? Cô Lâm, cô đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi không thể nhìn thấy. Anh Thẩm cảm thấy thương hại nên mới bôi thuốc giúp tôi. Phải không anh Thẩm? Ừm. Đúng vậy. Cố Tâm Tâm, cô hãy tìm người giúp việc khác giúp cô bôi thuốc những phần còn lại nhé. Thôi xong rồi. Trong phút chốc mình đã quên mất mình đang giả vờ bị mù. Cố Tâm Tâm, cô. Hay lắm Cố Tâm Tâm, vậy là cô đã có thể nhìn thấy từ lâu rồi phải không? Tất cả những gì đã xảy ra đều là cô đã cố tình gây rối với tôi. Tất cả những gì đã xảy ra đều là cô đã cố tình gây rối với tôi. Dừng lại hết đi.
Cố Tâm Tâm. Cô giả vờ bị mù thật sao? Ban đầu tôi thực sự bị mù. Nhưng sau đó mắt của tôi đã hồi phục, nhưng tôi không có cơ hội để nói với anh. Không có cơ hội cái gì hả? Cô thậm chí còn dám nghĩ ra trò giả vờ mù để có được sự tình cảm của anh Thịnh Chỉ sao? Cô cố tình để anh ấy giúp cô bôi thuốc. Thịnh Chỉ, người phụ nữ trơ trẽn này, anh định tha thứ cho cô ta dễ dàng như vậy sao? Tôi sẽ yêu cầu cô ấy bồi thường quần áo cho cô bằng tiền lương của cô ấy. Chỉ vậy thôi sao? Cô ta không chỉ giả vờ mù, mà còn nói dối rằng cô ta là người hầu riêng của anh nữa. Anh trừng phạt như vậy là quá nhẹ nhàng với cô ta. Tôi đang nghi ngờ rằng anh với cô ta thực sự có quan hệ mờ ám nào hay không. Cô ta cũng chỉ là người hầu mà thôi. Cô có thể xử lý tùy theo ý cô. Nhưng đừng làm gì quá đáng. Nữa đi, chẳng phải mắt cô ta bị mù không nhìn thấy sao? Trải thêm 2 lớp đá nữa cho tôi. Khi nào xong hãy để con khốn này trải nghiệm. Thời tiết hôm nay thật phù hợp để xem một màn kịch hay. Nhớ rằng phải để cô ta đi đi lại 99 lần bằng chân trần trên đá. Không được bỏ sót lần nào. Cố Tâm Tâm, chẳng phải cô rất kiêu ngạo sao? Hôm nay tôi nhất định phải khiến cô mất đi nửa mạng sống của mình. Như Huệ, cô đang nói chuyện với ai vậy? Không có. Tôi chỉ muốn nói, hôm nay anh mới tới công ty có một lát. Mà tôi đã cảm thấy nhớ anh rồi. Như Huệ, cô còn nhớ chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm này không? Tất nhiên là nhớ rồi. Tôi đã tặng nó cho anh cách đây 15 năm trước, đúng. Thật may là mình đã đoán đúng. Vậy nửa còn lại của cô thì sao? Cô vẫn giữ nó phải không? Một nửa của chiếc vòng cổ này. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không biết bây giờ tìm có thấy nó hay không nữa. Như Huệ, liệu cô ta có phải là cô bé ngày xưa mà mình tìm kiếm hay không? Tôi sẽ về nhà tìm kiếm lại nó. Nếu tìm thấy tôi sẽ mang tới cho anh xem. Được rồi. Thực sự là mùi hương gỗ độc đáo này. Mùi hương này ngoại trừ Như Huệ ra, mình chưa từng ngửi thấy trên người người khác. Có phải là mình đã nghĩ nhiều quá rồi không? Mình thật ngốc nghếch. Mình đã nghĩ rằng, ngay cả khi Thịnh Chỉ không thương hại mình, nhưng ít ra anh ta cũng phải thương hại đứa bé. Cố Tâm Tâm. Tâm Tâm. Cố Tâm Tâm. Không thể được. Cố Tâm Tâm đang giả vờ yếu đuối để quyến rũ người đàn ông của mình. Cố Tâm Tâm. Đây không phải là điều mà anh ta muốn thấy sao? Tại sao bây giờ anh ta lại trông đau khổ và lo lắng cho mình như vậy? Cố Tâm Tâm. Tiểu Hoa,
nhanh lên. Mau gọi bác sĩ gia đình tới đây, được. Thịnh Trì, chỉ là một hình phạt nhỏ với người giúp việc thôi mà. Chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng. Cô ta có cần giả vờ tới mức này không? Như Huệ, cô hãy về phòng của cô nghỉ ngơi trước đi. Thịnh Trì, tôi... Thời tiết giờ bây giờ đã trở lạnh rồi, cô cũng hãy cẩn thận, đừng để bị nhiễm lạnh. Được rồi. Bác sĩ Trịnh, tại sao cô ấy đã truyền dịch rồi mà vẫn chưa tỉnh lại vậy? Không có gì nghiêm trọng đối với cơ thể của cô ấy. Chỉ là làm việc quá sức, cô ấy cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi. Làm việc quá sức sao? Tôi là một người mù, hôm nay tôi lại phải làm rất nhiều việc cho bạn gái của anh, bưng trái cây, bóp chân, giặt quần áo. Có điều gì khác phải lưu ý thêm nữa không, Thẩm Tổng? Có một số điều cần phải chú ý. Chính là... Ông hãy nói những gì ông muốn nói đi. 3 tháng đầu của thai kỳ còn rất nguy hiểm. Hơn nữa, để một người phụ nữ mang thai đi chân trần trên đá như vậy, đứa bé có thể sống sót như vậy là một điều may mắn của cuộc đời này rồi. Nếu lần sau còn như vậy nữa tôi e đứa bé sẽ không thể giữ được. Mong anh chú ý thêm. Tôi hiểu rồi. Anh ra ngoài trước đi. Mình tưởng đưa ra lời khuyên Thẩm Tổng sẽ tức giận. Liệu anh ta có ném mình xuống hồ cho cá ăn không? Nhưng không ngờ anh ta lại không hề tức giận. Tiểu Hoa, cô hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đừng nói với anh là tôi đã ở đây. Vâng. Lạ quá. Đại thiếu gia có thực sự quan tâm đến Tâm Tâm không đây? Đến đây. Mau ngăn tôi lại đi. Cô Lâm, cô không thể rời đi được. Nếu cô đi không một lời giải thích như vậy tôi biết phải nói như thế nào với đại thiếu gia đây. Tôi phải đi. Dù sao ở nhà họ Thẩm này cũng không có chỗ cho tôi. Như Huệ, có chuyện gì vậy? Thẩm Thịnh Trì, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không yêu cầu người giúp việc bí mật trừng phạt Tâm Tâm như vậy thì có lẽ Tâm Tâm đã không bị ngất xỉu. Cô ấy đã ổn hơn rồi, nhưng sau lần này chắc chắn Tâm Tâm sẽ ghét tôi. Ngay từ khi còn nhỏ cô ấy đã rất mạnh mẽ. Ai làm tổn thương tới cô ấy nhất định sẽ trả thù. Nếu như tôi vẫn ở đây, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ không thể yên bình. Cô đừng lo. Cô ấy không có can đảm như vậy đâu. Nếu cô ấy dám làm vậy, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ấy. Vậy nên cô hãy yên tâm ở lại đây. Nhưng tôi thấy sợ. Sống chung dưới một mái nhà, nhìn thấy nhau mỗi ngày như vậy, tôi thấy khó chịu. Thịnh Trì, anh có thể sa thải cố Tâm Tâm được không? Cô Tâm Tâm là người mà bà nội đưa vào nhà, tôi cũng không có quyền sa thải cô ấy. Anh không có quyền sa thải cô ấy. Nhưng tôi có quyền rời đi, anh đã hứa anh sẽ chăm sóc tốt cho tôi sẽ coi như anh chưa từng hứa điều gì với tôi chỉ là người cứu mạng anh khi còn nhỏ mà thôi. Anh không cần phải bận tâm quá nhiều như vậy. Tạm biệt, Như Huệ. Được rồi, tôi hứa với cô. Tôi sẽ nói chuyện với cô Tâm Tâm. Bắt đầu từ hôm nay, cô có thể rời khỏi đây. Tôi vừa mới tỉnh dậy mà anh đã đuổi tôi đi. Con quỷ, nhưng việc rời khỏi đây cũng là điều mà mình muốn. Mình không được tự do ra ngoài kể từ khi vào nhà họ Thẩm và đều bị hành hạ mỗi ngày như vậy. Tôi không phản đối việc rời khỏi đây, miễn là anh có thể xử lý được việc này với bà nội. Tôi không chắc. Vì vậy cô phải rời khỏi ngôi nhà chính này và tới sống ở một biệt thự khác. Sau này cô đừng xuất hiện trước mặt Như Huệ là được. Tên khốn này. Đúng là nửa vời. Vậy mà mình đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà họ Thẩm. Nếu anh muốn tôi rời đi thì tôi sẽ rời đi. Nhưng muốn tôi rời đi, anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nếu không tôi sẽ nói tất cả chuyện này với bà nội. Cô nói đi. Hủy bỏ lệnh cấm ra ngoài của tôi.
Vậy cô muốn ra ngoài để làm gì? Biệt thự chỉ quanh quanh có như vậy, tôi không thể nhìn thấy con người bên ngoài. Anh muốn tôi chết vì bị điên sao? Tâm trạng của phụ nữ mang thai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Anh có muốn có một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc không? Được rồi. Sau này cô có thể tự do ra vào nhà họ Thẩm. Được rồi. Đừng nghĩ rằng cô có thể bỏ chạy sau khi cô có thể tự do ra vào nhà họ Thẩm. Trước khi đứa bé được sinh ra, cả cô và đứa bé trong bụng đều thuộc về nhà họ Thẩm. Tôi không dám. Nhà họ Thẩm đều có tai mắt khắp nơi. Cô biết vậy cũng tốt. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau khi tôi kiếm đủ tiền, tôi sẽ cao chạy xa bay. Lúc đó anh đừng hy vọng có thể tìm thấy được tôi. Thịnh Trì, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. Tại sao cô vào được đây? Chẳng phải vì tôi quá nhớ anh sao? Anh có nhớ tôi không? Như Huệ, bây giờ tôi đang bận việc. Chờ tôi xong việc, tôi sẽ tới tìm cô sau. Thẩm Thịnh Trì ngày càng xa cách mình. Có lẽ nào anh ấy đã biết mình cố tình hành hạ Cố Tâm Tâm không? Thịnh Trì, có phải do tôi đã bảo anh để Cố Tâm Tâm chuyển ra khỏi nhà, vậy nên điều đó khiến anh thấy khó chịu không? Cô ấy thường ngày làm những gì cho anh, tôi đều có thể làm được. Đừng nghĩ quá nhiều như vậy. Cô là phu nhân tương lai của nhà họ Thẩm, không cần phải làm những việc mà người hầu làm. Vậy thì anh hãy ở cạnh tôi một lát đi. Đừng từ chối tôi. Thịnh Trì. Thịnh Trì, tôi, đây là số điện thoại của bà nội tôi. Tôi ra ngoài trước, tôi sẽ tới tìm cô sau. Bà già chết tiệt này, dám làm hỏng việc tốt của tôi. Cháu chào bà. Thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cháu trả lời điện thoại? Cháu còn công việc xử lý. Cháu chỉ suốt ngày biết đến công việc. Những ngày ta không có ở đó, cháu lại bắt cháu dâu của ta một mình nữa à? Làm sao có thể được? Thiên Thiên đâu, con bé đâu rồi? Mau đưa điện thoại cho con bé để tôi nói chuyện với nó. Cô ấy đây bà, nói chuyện với bà cẩn thận một chút. Bà nhớ cô rồi. Bà ơi, con cũng nhớ bà. Trời ơi Thiên Thiên, cháu ngoan quá ha ha ha. Dạo gần đây Thần Chí có bắt nạt cháu nữa không? Không đâu bà, mối quan hệ cháu và Thần Chí những ngày chúng cháu đã tốt hơn rất nhiều. Và mắt của cháu cũng đã hồi phục rồi. Thật sao? Như vậy thì tốt quá. Ấy này, Thần Chí, tại sao cổ áo của cháu lại có vết son vậy? Vừa nãy cháu ra ngoài làm gì? Cháu đã có người phụ nữ khác ở ngoài có phải không? Biết là phải gọi cho bà nhưng anh ta không thèm che giấu luôn. Đúng là ngông cuồng. Cái này là của Thiên Thiên phải không? Bà ơi, bà hiểu lầm rồi. Này Lục Thiên Thiên, cô diễn cho tốt vào. Đúng là lật lọng. Vâng bà ơi. Là của Thiên Thiên sao? Nhưng tại sao bà không thấy cháu tôi son? À, cháu chỉ tô một chút thôi. Cháu đã tẩy trang sạch sẽ rồi bà. Là vậy sao? Hai đứa không phải đang hùa nhau lừa gạt bà đấy chứ? Bà ơi, dù bà không tin cháu, bà cũng phải tin cháu dâu mình chứ phải không? Ừm. Vậy thì trước mặt bà hai đứa mau hôn nhau đi. Bà ơi, trước mặt bà cháu xấu hổ lắm. Đợi khi nào chúng cháu cúp điện thoại, cháu nhất định sẽ dành một nụ hôn ngọt ngào cho cô ấy, để cô ấy hưởng thụ nụ hôn trọn vẹn nhất. Anh nói như là tôi ham mê sắc dục lắm vậy. Được, để tôi xem ai sợ ai. Bà ơi, Thần Chí có hơi ngại, nhưng cháu thì không ngại. Bà để cháu diễn tả lại cảnh đó cho bà em. Ừ hư. Lúc đó là như thế này. Cháu muốn hôn lên môi của anh ấy, vì thế cháu đã đặt hai tay vào má anh ấy.
sau đó hôn lên môi. Bà ơi nhìn cháu này. Cháu chỉ muốn hôn lên môi anh ấy, chúng cháu lại lỡ hôn sâu quá. Vết hôn đó của thần chí là của cháu. Cháu hôn lên cổ anh ấy nhưng lại vô tình va vào áo. Ha 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 ha. Ừ. Ha ha, bà thấy vợ chồng cháu rất hợp nhau đấy. Bà sẽ không làm phiền hai đứa thân mật nữa. Tiếp tục đi. Hứ anh sợ à? Ai bio anh nói như tôi là một tên lưu manh chứ? Tại sao thẩm thần chí không nói gì? Tôi lại vừa cứu anh một lần nữa. Tại sao anh không cảm ơn tôi? Cảm ơn. Cảm ơn vì đã hôn tôi. À. Anh vẫn còn ngại chuyện ban nãy phải không? Anh thẩm anh thấy anh là người xui xẻo phải không? Trời đất tất cả chỉ là diễn xuất. Anh yên tâm anh chỉ cần hôn tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Lục Thiên Thiên, cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như thế này. Thật sao chưa bao giờ có người dám nói chuyện với anh như vậy sao? Thế tại sao lúc tôi hôn anh không đẩy ra? Mình thích bộ dáng của anh ta bây giờ. Nhìn anh ta bị trêu chọc cũng khá dễ thương. Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ tôi không dám à? Cô nghĩ tôi không dám nữa à? Không phải chứ? Nghiêm túc sao? Cô đã thấy thần chí chưa? Giang tiểu thư, thiếu gia anh ấy. Thẩm thần chí anh không thể làm điều có lỗi với Giang tiểu thư. Là do cô đừng lúc nào cũng cố gắng quyến rũ tôi. Mình có điên không? Mình thực sự muốn hôn Lục Thiên Thiên. Đồ tự kiêu. Ai đã quyến rũ anh? Thần chí tại sao em gọi anh không nghe máy? Là bà nội gọi tới muốn gặp mặt Lục Thiên Thiên. Sao một người phụ nữ như Lục Thiên Thiên lão phu nhân lại thích được? Muốn tới chỗ của Lục Thiên Thiên sao? Lục Thiên Thiên không có điện thoại sao? Tại sao anh phải đích thân tới chỗ cô ta? Anh làm chuyện gì có cần phải đích thân báo cáo cho em không? Thần chí à? Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không có ý gì khác. Em chỉ muốn nhắc nhở anh cẩn thận Lục Thiên Thiên. Cô ta quá mưu mô. Em sợ cô ta sẽ vì em mà làm hại anh. Những hành động vừa rồi của Lục Thiên Thiên, chẳng lẽ vì muốn trả thù ân nguyệt, mình suýt rơi vào bẫy của người phụ nữ đó. Sau này em đừng tự ý tới đây nữa. Sợ với thân phận của em đến đây không tiện. Được. Chúng ta tiếp tục làm chuyện hôm qua được không? Này Ân Nguyệt, em vẫn nên về nhà thì hơn. Thần chí anh chỉ vừa tới chỗ Lục Thiên Thiên. Rốt cuộc hai người đã làm gì mà anh muốn đuổi em đi? Anh không có ý đó. Chẳng phải trước đây em đã nói muốn quay lại sao? Em có còn giữ chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm định mệnh của chúng ta không? Anh muốn xem nó. Thần chí đang nghi ngờ mình sao? Xem ra nếu không lấy được chiếc vòng cổ thì không thể có được thần chí. Mình phải gặp Lục Thiên Thiên để kiểm tra xem liệu cô ta có chiếc vòng cổ giống như thế không. Có chuyện gì vậy? Không được rồi. Tất nhiên rồi. Em tưởng anh không muốn em nữa, em sẽ cho anh xem. Ngày mai em sẽ đưa cho anh. Không cần phải ngày mai, Ân Nguyệt, giờ anh phải tới công ty ngay. Giờ anh sẽ đưa em về nhà họ Giang. Được. Có vẻ như mình không có cơ hội tới tìm Lục Thiên Thiên rồi. Nhưng nếu Lục Thiên Thiên thực sự có chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm, bọn họ đã biết nhau từ lâu rồi, làm gì tới lượt mình. Mình đoán cô ta cũng không có nó. Trần Sảng. Ha ha, tới rồi sao? Đi thôi. Cười tươi như vậy. Cô ta rốt cuộc muốn đi đâu? Thôi bỏ đi, mình quan tâm cô ta làm gì?
đã tới nhà của em rồi. Sao hai chúng ta không vào gặp bố mẹ em? Nhân tiện kể cho họ nghe về mối quan hệ của chúng ta. Thậm chí, có phải anh muốn theo em vào để tìm chiếc vòng cổ phải không? Nếu bị lộ thì phải làm sao? Em vẫn chưa sẵn sàng. Đợi cho đến khi mối quan hệ của chúng ta bền chặt hơn, em sẽ dẫn anh vào gặp họ được không? Được, nghe theo em hết. Đúng rồi, lần này muốn ở nhà thêm vài ngày nữa. Em thực sự rất nhớ bố mẹ. Đây là thẻ của anh. Nếu em muốn mua bất cứ thứ gì có thể sử dụng nó. Trời, thẻ đen phiên bản giới hạn toàn cầu. Thần chí anh là nhất. Mình nhất định phải có được nó. Phải mất vài ngày để tạo ra một chiếc vòng cổ giống hệt chiếc vòng kia. Thiên Thiên, tôi đã xem xét một số cửa hàng ở đây. Mở cửa hàng nước hoa là tốt nhất. Ấy này, ông Trần, lại gặp ông rồi. Hôm nay cuối cùng ông cũng đã quyết định mở một cửa hàng sao? Cô có thể giới thiệu với người phụ nữ bên cạnh tôi, cô ấy sẽ đưa ra quyết định. Xin mời tiểu thư. Giang tiểu thư, ngôi nhà này anh vẫn bán nó chứ? Giá của căn biệt thự này là 200 triệu, cô có ý định mua nó không ạ? Chỉ có 200 triệu thôi sao tôi sẽ mua? Ô, là thẻ đen sao? Giang tiểu thư, cô vui lòng đợi tôi một lát, tôi sẽ chuẩn bị máy post và hợp đồng mua nhà ngay. Giá có thể thấp hơn không? Lục tiểu thư, tỷ lệ giá trên hiệu suất ở mức giá này thực sự rất cao. Cô đừng làm khó tôi. Trời, Lục Thiên Thiên, một người nghèo như cô cũng đến mua nhà sao? Nếu cô không có tiền thì đừng tới làm mình mất mặt. Không phải nơi nào cũng sẽ chào đón những người thuộc tầng lớp thấp hèn như cô. Giang tiểu thư, xin cô ăn nói cho cẩn thận. Đây không phải là nhà họ Thẩm, tôi không có ý định phải làm hài lòng ai hết. Ừ, cô lên mặt với ai? Tỏ vẻ cái gì chứ? Họ dự định mua căn hộ nào? Họ không mua nhà, họ đến đây để thuê một cửa hàng trong trung tâm mua sắm của chúng tôi. Thuê cửa hàng mà cũng mặc cả sao? Lục Thiên Thiên, cuộc sống của cô tồi tệ hơn tôi tưởng tượng. Cô chỉ là người làm trong nhà họ Thẩm, tôi là chủ. Dù ở ngoài thì tôi và cô cũng rất khác nhau. Cô Giang vui lòng thanh toán. Đợi chút, nếu tôi mua chỗ này, tôi có thể yêu cầu các người làm theo ý mình không? Tôi yêu cầu đuổi hai con người nghèo khổ này ra khỏi chỗ này. Đuổi bọn họ ra có sao không? Ây ra, nhìn hai người họ là biết không có tiền. Dù cho họ có đủ khả năng để thuê nó, chúng ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Này, cô không thể để làm mất vị khách sục có thể chốt bất kỳ bất động sản nào này. Tất nhiên rồi, Giang tiểu thư, chiều nay chúng tôi sẽ chỉ phục vụ riêng cô. Quẹt thẻ đi. Trời, thực sự 200 triệu đã chuyển tới. Vậy có thể đuổi hai con người nghèo hèn thấp kém này ra khỏi đây chưa? Hai người mau ra khỏi đây đi. Chúng tôi chỉ phục vụ khách hàng cao cấp. Đây không phải là nơi mà các người có thể đi loanh quanh. Các người là người bán hàng, đây có phải là cách các người đối xử với khách hàng? Lục Thiên Thiên, cô đừng làm bộ làm tịch nữa. Rõ ràng cô là người không thích hợp để tới đây. Đúng là một kẻ đáng khinh. Cô không xứng đáng ở cùng một chỗ với tôi. Đây là thẻ đen cao cấp nhất mà thần chí đưa cho tôi. Quên mất, một kẻ tội nghiệp như cô chưa chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế này. Nếu cô muốn chạm vào nó tôi cũng không ngại. Tôi không quan tâm. Cô đúng là kẻ đáng khinh, chỉ có thể quyến rũ được một ông già. Cô còn giả vờ cao quý gì chứ? Cô làm gì vậy? Ông già chết tiệt, sao ông dám chạm vào tôi? Các người còn làm gì nữa? Sao không mau chóng đuổi bọn họ ra ngoài đi? Thả tôi ra, thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Chú Trần, là cô khiêu khích tôi trước. Là do cô. Cô đụng vào chú Trần đừng trách tôi không nể mặt. Ẩn Nguyệt, cô có quyền gì mà ở đây ra lệnh cho tôi? Cô chỉ là một ả tình nhân phá hoại gia đình người khác mà thôi. Tình nhân? Lục Thiên Thiên, cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi là bạn gái hợp pháp của thần chí. Nực cười, Thẩm thần chí anh ta đã kết hôn rồi. Quy định của luật hôn nhân, nếu trong ngoại tình với người khác, anh ta sẽ mất tất cả. Sớm hay muộn cô cũng sẽ phải trả lại căn nhà vừa mua. Nếu thực sự là tình nhân, tài sản đó thực sự có thể được thu lại. Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Làm sao anh ấy có thể kết hôn được? Nếu anh ấy đã có gia đình tại sao anh ấy lại nói thích tôi? Anh ấy còn nói sẽ chăm sóc tôi. Cô tin lời đường mật của một người đàn ông sao? Mật ngọt thì chết rồi. Không ngờ cô Giang lại dễ bị lừa như vậy. Vậy thì cô nói xem, vợ của Thẩm Chi là ai?
cô đừng giận. Dù sao cô cũng chỉ là tình nhân. Đừng có cưới. Cô làm gì vậy? Buông ra, hai người đang làm gì vậy? Lý Tổng. Lý Tổng. Giang tiểu thư đã bỏ ra 200 triệu để mua biệt thự lớn nhất ở đây. Cô ấy muốn nơi này sạch sẽ. Vì vậy chúng tôi muốn mời hai người này ra ngoài. Anh có chắc chắn muốn đuổi họ ra ngoài không? Ai cho các người can đảm đuổi khách? Xin lỗi anh Lý Tổng. Chúng tôi không có cái gan đuổi khách. Là do Giang tiểu thư. Cô là Giang Ẩn Nguyệt. Lý Túc và Thẩm Chi luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Nếu anh ấy biết mình làm khó người làm nhà họ Thẩm và khiến cô ta mất mặt, sớm hay muộn tin tức cũng sẽ đến tai Thần Chí. Tốt nhất là mình nên quay về. Lý Tổng, các nhân viên của anh không có năng lực trong việc giải quyết rắc rối, khiến khách hàng lớn như tôi khó chịu. Đây là thái độ của anh sao? Tôi sẽ không mua căn biệt thự đó hay bất kỳ căn nào nữa. Tôi muốn hoàn lại tiền. Đừng. Là do tôi đánh người. Cô đừng đòi hoàn tiền. Tôi muốn nghe lời từ chính miệng người có liên quan. Chuyện gì đã xảy ra vậy cô Lục? Lục Thiên Thiên thì biết gì? Tôi là bạn gái của Thần Chí. Anh thân thiết với Thần Chí như vậy, tại sao không tin tôi? Đúng vậy. Nói cách khác người gây rắc rối không phải là cô Giang, mà là lỗi của nhân viên chúng tôi có phải không? Trong trường hợp này, cô đưa thẻ cho tôi sẽ hoàn tiền ngay lập tức. Lý Tổng, anh đúng là rất giàu có đó. Anh thực sự không coi trọng số tiền 200 triệu nhân dân tệ này sao bà? Chỉ 200 triệu. Lý Túc của tôi vẫn chưa tới mức là không có. Hoàn tiền cho cô Giang. Giang tiểu thư, tiền của cô đã được hoàn, cô vui lòng kiểm tra. Lý Túc, đầu óc anh có vấn đề sao? Tiền không hề dễ kiếm. Tôi chỉ muốn kiếm tiền từ những người đàng hoàng thôi, cảm ơn. Anh. Tôi không rảnh để tranh luận với anh. Thiên Thiên, cô không sao chứ? Nếu nhân viên của chúng tôi thực sự làm sai, tôi chắc chắn sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm. Người cố tình gây khó dễ chứ không phải là nhân viên của Na. Nhưng chỉ nghe cô ta nói vài câu, họ chỉ muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Đúng rồi anh Lý. Tôi thấy anh cũng là người biết điều. Nhưng tại sao nhân viên của anh lại có thể thế được? Còn không mau xin lỗi cô Lục và ông Trần đi. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Xin lỗi. Xin lỗi cô Lục. Xin lỗi ông Trần. Từ nay về sau phải đối xử bình đẳng với tất cả khách hàng. Để phạt các người. Khấu trừ 30% lương. Phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho cô Lục. Được rồi, không cần phải bồi thường thiệt hại vì chúng tôi đến đây để thuê một cửa hàng. Vậy thì tại sao anh không giảm giá cho cửa hàng mà chúng tôi định thuê? Chắc chắn rồi. Làm gì vậy, mau cảm ơn cô Lục đi. Cảm ơn cô Lục. Tôi tưởng những người chơi với Thẩm Thần Chí đều như anh ta. Không ngờ Lý Túc này lại khá đàng hoàng. Giang Ẩn Nguyệt thực sự đã mang nhục mà rời đi. Nếu sau này anh ta đến cửa hàng chúng ta mua đồ, chúng ta phải giảm giá cho anh ta. Chắc chắn rồi. Nhưng Thiên Thiên, hôm nay cô làm ầm ĩ lên như vậy. Nhỡ Giang Ẩn Nguyệt lại làm phiền cô thì sao? Cô ta dám tới thì tôi dám tiếp thôi. Tôi không có sợ cô ta đâu. Bây giờ chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa hàng. Được. Ở đây đa phần là người Trung Quốc và nước ngoài. Cửa hàng nước hoa của chúng ta chắc chắn sẽ tỏa sáng ở Long Xuyên. Ha ha, đi thôi. Gửi tài liệu đến văn phòng của tôi. Cuộc họp công ty ngày mai chúng ta sẽ nói về nó. Bố. Ôi con gái ngoan của tôi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Thẩm Thần Chí hình như đã kết hôn. Cái gì? Hôn lễ của Thẩm gia là sự kiện trọng đại ở Long Xuyên. Tại sao bọn họ không có động tĩnh gì? Bố, sao bố không cử người đi điều tra? Trời Ẩn Nguyệt, nhà họ Thẩm rất khó điều tra. Nhưng đừng lo lắng, Thần Chí có vợ cũng không sao. Chỉ có người không được yêu mới là người thứ ba. Bố nói đúng, người Thần Chí thích là con. Bọn con đang yêu nhau, vợ anh ấy chính là người đã hủy hoại mối quan hệ của chúng con. Con gái ngoan của tôi, thời gian này cảm ơn con. Nhà họ Thẩm đã cho nhà họ Giang chúng ta rất nhiều tài nguyên, vậy nên con đừng bỏ cuộc, con phải nghĩ ra cách để Thần Chí ngày càng yêu con. Như vậy nhà họ Giang chúng ta mới có thể thịnh vượng hơn trong tương lai. Bố con cần tìm một người thợ thủ công làm một chiếc vòng cổ giống hệt như thế này, nhưng phải bí mật làm nó. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ, anh ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng con. Bố đi làm nó ngay bây giờ. Giang tiểu thư, cô không thể vào được. Tôi là bạn gái của Thần Chí, tại sao tôi không thể gặp anh ấy? Giang tiểu thư, cô không thể vào được. Cô Giang. Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không thể ngăn cô ấy. Không sao đâu, anh ra ngoài đi. Vâng.
Tại sao lại gấp gáp tìm anh như thế Ẩn Nguyệt? Em trả lại cho anh, em vẫn chưa dùng tới một đồng nào. Làm sao vậy? Nó không thể sử dụng sao? Để anh cho người kiểm tra nó. Không cần đâu. Thậm chí anh đã kết hôn rồi, tại sao còn cho em thứ này? Em không thể chấp nhận được. Kết hôn? Ai nói với em? Lục Thiên Thiên. Lục Thiên Thiên. Sao cô có thể nói với cô ấy về mối quan hệ giữa tôi với cô? Hóa ra là sự thật. Anh thực sự đã kết hôn. Thậm chí nói cho em biết người phụ nữ đó là ai. Lục Thiên Thiên không nói là cô ta sao? Ẩn Nguyệt, em không cần biết người phụ nữ đó là ai. Sớm muộn gì anh cũng sẽ ly hôn với cô ta. Em sẽ đợi tôi chứ? Thậm chí em yêu anh. Tất nhiên là em sẵn sàng chờ đợi anh. Cảm ơn em. Tôi không quan tâm cô là ai. Tôi sẽ tìm cách cướp Thần Chí khỏi tay cô. Chỉ có tôi mới xứng đáng làm phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Em nói cho anh biết, Lục Thiên Thiên đã nói gì với em? Tôi còn nhìn thấy Thẩm phu nhân cùng với Thẩm thiếu gia ở chung một chỗ suốt cả một đêm. Tôi cũng biết cô ấy rất xinh đẹp, có học thức và quyền lực. Nếu cô dám ngoại tình với chồng cô ấy sẽ không để yên. Chưa kể, cô thậm chí còn dùng tài sản chung của họ để mua nhà. Cô chỉ là tình nhân, tốt nhất nên yên phận. Chuyện là thế đó. Lục Thiên Thiên, tôi nghĩ cô nên sống biết điều hơn. Chào chủ tịch. Thẩm Thần Chí, anh lại nổi điên gì thế? Tiểu Hoa, em ra ngoài trước đi. Vâng. Tại sao lại nói với Ẩn Nguyệt tôi đã kết hôn? Nếu cô ta không làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, tôi không cần phải chọc tức cô ta. Ừ, cô ta bắt nạt tôi thì cứ bỏ đi, đằng này còn đánh cả chú Trần. Cô ấy bắt nạt cô sao? Lục Thiên Thiên, cô thực sự có thể đổi trắng thay đen. Từ nhỏ cô ấy đã lương thiện, vậy thì sao? Thẩm Thần Chí, tiêu chí đánh giá con người của anh thực sự rất lạ. Cô đang tức giận về chuyện gì? Nếu không phải cô ấy cứu tôi 15 năm trước, nếu không có cô ấy thì tôi đã chết từ lâu rồi. Từ ngày đó tôi thề, tôi sẽ bảo vệ ấy suốt đời. Hóa ra anh chưa bao giờ quên vị cứu tinh của mình. Các người đang diễn phim tình cảm lãng mạn sao? Và tôi là một người phụ nữ phản diện. Anh đúng là một kẻ cặn bã. Cô tốt nhất đừng chọc tức tôi. Lục Thiên Thiên, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi hết lần này đến lần khác. Lý do tại sao cô còn ở đây đến ngày hôm nay, tất cả là do bà của tôi. Cô đừng làm khó Ẩn Nguyệt nữa. Ẩn Nguyệt là vị cứu tinh của tôi. Lục Thiên Thiên, tốt nhất từ bây giờ cô nên có thái độ tốt với cô ấy. Thiên Thiên, cô khai trương cửa hàng mới, hàng đã có sẵn rồi, cô có thể kiểm tra nó. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Cái này tên là Shizuka, dùng để thanh lọc không khí và đuổi muỗi. Được rồi, cho tôi 5 gói cái này. Cô chủ Lục đã mở cửa rồi sao? Kinh doanh tốt chứ? Lý Tổng, chú Trần, chú hãy giúp tôi tiếp đãi hai vị khách này. Vâng, xin mời hai vị tiểu thư đi hướng này. Cô Lục, bụng cô đã có dấu hiệu mang thai rồi, vẫn chạy lên chạy xuống như thế này. Chồng của cô không tới giúp cô sao? Anh ta, anh ấy không rảnh. Cái này, với anh ấy chỉ có bạn gái mới là quan trọng. Tôi chỉ là người phụ nữ mà anh ấy chán ghét. Nhưng không sao, tôi cũng không thích anh ấy. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ly hôn với anh ấy. Ôi, tôi xin lỗi, tôi lại nhắc tới chuyện buồn của cô. Không sao đâu anh Lý, lần trước tôi đã quên không cảm ơn anh. Trong cửa hàng chúng tôi nếu anh thích bất cứ thứ gì, tôi sẽ giảm giá cho anh 20%. Được rồi, vậy tôi không ngại nhé. Mời đi lối này. Lý Túc và Thẩm Chí quen nhau, có lẽ anh ấy sẽ biết việc Ẩn Nguyệt cứu Thần Chí. Anh Lý có một vài tin đồn làm tôi tò mò. Tôi nghĩ anh quen biết nhiều người. Có lẽ anh sẽ biết. Ở Long Xuyên, không điều gì mà Lý Túc tôi không biết. Cô thắc mắc cái gì cứ nói với tôi. Anh có nhớ về chuyện xảy ra 15 năm trước không? Chuyện mà có người cứu Thẩm Thần Chí đó. Lúc nghe kể tôi đã không để ý, nên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghe nói có một vị cứu tinh khi Thẩm Thần Chí bị bắt cóc. Chuyện này thực sự là có thật đó.
15 năm trước thần chí bị đám buôn người bắt cóc, sau đó cậu ta đã trốn thoát, lang thang đến quận Tú Lâm Giang Nam. Quận Tú Lâm Giang Nam. Đó chẳng phải là quê hương của mình sao? À đúng rồi, thần chí còn đói quá, nên anh ấy đã ăn trộm bánh bao của một cửa hàng. Sau đó bị đánh gần chết. Anh ấy bị đánh gần chết sao? Vậy thì bây giờ anh ấy trông như bây giờ, chẳng phải do bị ám ảnh tuổi thơ sao? Ha ha, tôi cũng không dám nói điều này. Cô Lục cô rất thẳng thắn. Anh nói tiếp đi. Ồ ồ. Sau đó một cô bé trạc tuổi cậu ấy đến. Bảo lãnh cậu ta ra, cho cậu ta ăn uống nữa no nê. Ngày hôm sau cô ấy còn hẹn gia đình đến nhận nuôi cậu ta. Tại sao mình và anh ta lại giống nhau đến vậy? Ký ức gặp cậu bé ấy khi mình còn nhỏ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt. Không biết sao anh ấy lại yêu Ẩn Nguyệt. Còn cô bé kia thì sao? Sau này tôi mới biết. Cô bé kia chính là Ẩn Nguyệt. Ẩn Nguyệt đã cứu được thần chí. Đúng. Còn nữa, tôi đã bỏ lỡ một chi tiết. Khi cô bé đó rời đi, thần chí đã tặng cô bé đó một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ có hình dạng gì? Chẳng lẽ thẩm thần chí chính là cậu bé hồi đó? Tôi không biết hình gì, chỉ biết rằng người mà đã cứu cậu ta giữa sự sống và cái chết, cậu ta rất quý trọng. Tôi đoán, chỉ có những người mà cậu ta cử đi tìm cô bé mới nhìn thấy. Còn nữa, thần chí ghét nhất là người khác bàn tán về chuyện của cậu ta. Tôi kể cho cô, nhưng cô đừng bao giờ nói là tôi kể nhé. Tất nhiên rồi, tôi vẫn biết tính cách của thần chí. Này, cái này tốt đấy, tôi sẽ gói nó cho anh, được. Tôi có chuyện, tôi đi trước nhẹ. Được, cảm ơn Lý Tổng, anh đi thong thả. Đừng chạm vào đồ của tôi. Lúc mình mới vào nhà họ Thẩm, có đụng vào một chiếc vòng cổ trên bàn của Thẩm thần chí. Đó có phải là cái mà mình đã tặng? Thiên Thiên, có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt cháu không được tốt lắm. Chú Trần, chú trông cửa hàng nhé. Tôi có chuyện cần xác nhận với nhà họ Thẩm. Được, đi cẩn thận thôi. Hãy chú ý đến bụng của cháu. Vâng. Được rồi. Nếu bố của con, anh ấy thực sự là cậu em trai tội nghiệp mà mẹ đã cứu khi còn nhỏ, mẹ sẽ yêu cầu bố con xin lỗi chúng ta một cách đàng hoàng. Rồi mẹ sẽ xem xét xem liệu mẹ có nên tha thứ cho bố con không. Thần chí em đã tìm thấy chiếc vòng đó rồi. Anh có thấy nó giống hệt như của anh không? Mình đã nhờ bố thuê một nghệ nhân bậc nhất để làm nó. Làm sao có thể phân biệt thật giả? Anh sao có thể thấy được? Tiểu Hoa, có biết thần chí đang ở đâu không? Có ạ, chủ tịch đang cùng với Giang tiểu thư xem dây chuyền ở sân. Xem một chiếc vòng cổ sao? Đúng vậy, tôi nghe nói cô Giang mang tới một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ giống như của chủ tịch. Hình như là ngày xưa, chiếc vòng cổ của chủ tịch là do Giang tiểu thư tặng cho. Ẩn Nguyệt cũng có một chiếc vòng cổ, là mình đã hiểu lầm sao? Thần chí không phải là em trai mà mình đã cứu. Thiên Thiên, cô đến sân chính tìm chủ tịch phải không? Đúng, tôi có vài điều muốn xác nhận với anh ấy. Nhưng không phải là chủ tịch không cho phép cô gặp mặt Giang tiểu thư sao? Nếu sau này bạn có mâu thuẫn khác với cô Giang, điều đó không tốt đâu. Để tôi đến hỏi ý kiến giúp cô nhé. Không cần, tôi không cần nữa. Tiểu Hoa, vấn đề này rất quan trọng. Tốt hơn là tôi nên hỏi trực tiếp, gặp mặt tốt hơn. Giống hệt nhau? Làm thế nào nó có thể giống hệt nhau? Thần chí không phải chiếc vòng này sao? Chiếc vòng cổ em tặng anh ngày ấy, mặt dây chuyền của nó khác với chiếc mà em đã giữ lại. Cái gì mặt dây chuyền khác nhau sao? Tại sao nó có thể giống hệt nhau? Ẩn Nguyệt, có chắc em đã tặng anh vòng cổ này không? Tất nhiên em là người tặng anh rồi. Còn một vòng cổ có thể ghép lại với của anh. Ở nhà có quá nhiều trang sức, em đã vội và lấy nhầm. Chuyện đã xảy ra 15 năm trước, em đã quên mất rồi. Thực sự là như vậy sao? Đúng vậy, khi về tới nhà em sẽ tìm nó ngay. Cô tới đây làm gì? Tôi nghe nói Ẩn Nguyệt đã mang đến một chiếc vòng cổ. Vòng cổ của anh có thể ghép với cô ta không? Người phụ nữ này đang giở trò gì vậy? Sẽ không đúng nếu cô ta biết về điều đó, cô ta sẽ lại giở trò. Làm chuyện gì đó với Ẩn Nguyệt?
Có thể. Có vẻ như Giang Ẩn Nguyệt thực sự là vị cứu tinh của Thẩm Thần Chí. Nói đi, cô đến đây làm gì? Tôi ở đây để nói về việc ly hôn với anh. Vì An và Ẩn Nguyệt yêu nhau, vậy thì tôi cũng không muốn cản đường hai người. Ly hôn sao? Bà nội sẽ làm sao? Bà nội đang ở nước ngoài. Bà ấy sẽ không thể quay về trong một thời gian, miễn là chúng ta không nói với bà. Sau khi chúng tôi ly hôn, anh và Giang Ẩn Nguyệt cũng có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại. Còn về phần đứa con, anh đừng lo, tôi sẽ lo tốt cho nó. Cô đúng là rộng lượng. Tôi thực sự không ngờ đó. Cô có đang thật lòng không? Hoàn toàn thật lòng. Ngày mai chúng ta có thể đến cục nội dân chính để ly hôn. Được. Vậy tôi sẽ gặp anh ở cục nội dân chính vào lúc 8 giờ sáng mai. Cô ấy thực sự sẵn sàng chủ động buông tay. Cô ấy thực sự. Thiên Thiên, cô hãy chậm lại, tôi không thể theo kịp. Ít nhất ở nhà họ Thẩm cô ấy vẫn được chăm sóc với cái bụng bầu đó. Rời khỏi nhà họ Thẩm liệu cô ấy có thể ổn không? Chủ tịch, chúng tôi tới trễ rồi, không, đó là vì tôi đến sớm. Đúng như dự đoán anh Thẩm, anh là người rất đúng giờ, vậy thì chúng ta hãy vào trong và làm thủ tục nhanh chóng. Được. Hai người ký vào đây, rồi sau đó nộp đơn cho tôi. Thiên Thiên, lão phu nhân gọi tới có trả lời không? Không cần, cô cứ tắt đi cho tôi. Đợi cho đến khi thỏa thuận ly hôn được hoàn tất tôi sẽ gọi cho bà. Bà nội, tại sao Thiên Thiên không trả lời điện thoại? Có chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy? Bà ơi, cháu ở đây. Điện thoại của cháu hết pin mất rồi. Ôi, cháu làm ta hết hồn. Sáng nay lúc thức dậy đầu bà đau như búa bổ. Mí mắt của bà cũng đang giật giật. Bà sợ có chuyện gì xảy ra với hai đứa. Bà ơi, cháu và Thần Chí đều ổn. Hai đứa đang ở đâu vậy? Hình như không phải ở nhà. Các cháu đang ở đâu? Chúng cháu đang ở bên ngoài. Thần Chí đưa cháu đến trung tâm mua sắm để mua đồ. Bà ơi, chúng cháu phải mua sắm tiếp. Lúc nào về chúng cháu gọi là cho bà. Được, được, được. Tiếp thôi. Lục Thiên Thiên, cô ấy thực sự đã hạ quyết tâm. Chủ tịch, người đầu tư ở Vân Nam đang đợi anh ở công ty. Tôi có việc đi trước, đợi khi nào có thời gian thì tiếp tục vụ ly hôn này. Ký sau cũng chưa muộn. Này chủ tịch, chủ tịch. Anh có muốn tôi giúp anh hẹn ngày ly hôn với cô Lục không? Không cần. Chúng ta về công ty, đợi sau khi Ẩn Nguyệt mang vòng cổ tới mình sẽ ly hôn với cô ấy, được. Ít nhất hôm nay tôi không muốn ly hôn với Lục Thiên Thiên. Đây là cái gì vậy? Là của tôi. Vẫn còn chưa hoàn tất ly hôn, đến vòng cổ cũng để mất.
sao tìm mãi cũng không thấy. Lạc Thanh Thanh, không phải cô ta có miếng ngọc hình bán nguyệt sao? Thanh Thanh, Thanh Thanh à. Không thể để bà già đó phát hiện ra mình được. Con bé đi đâu rồi? Ở biệt viện cũng không thấy. Thanh Thanh, tôi đi lấy đồ giặt hôm qua trước đã. Được, vậy tôi vào bên trong đợi cô. Sao ở đây lại có một cái nữa? Thanh Thanh, lúc tôi đi lấy đồ phát hiện ra chiếc vòng cổ này. Vậy cái lúc sáng chúng ta thấy bên ngoài cục dân chính là của ai? Đúng nhỉ? Cái này mới là của tôi, sao lại có tận hai nửa? Nhìn màu sắc và họa tiết trên hai miếng ngọc, hình như chúng là một cặp. Để tôi xem hai nửa có thể ghép lại không? Thanh Thanh, bà nội, tuyệt đối không được để Lục Thanh Thanh phát hiện ra. Sao hôm nay cháu lại không có ở biệt viện vậy? Bà nội, cẩn thận. Không sao, cũng may cháu đỡ được bà. Bà nội, suýt thì dọa chết cháu rồi. Bà nội Thịnh, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị ngã vậy? Âm Duyệt, sao cô vẫn còn ở Thịnh gia? Nghe nói hôm nay bà về nước, nên cháu đã đặc biệt đến để thăm bà. Tôi không cần cô đến thăm tôi. Bà nội, sao bà về nước mà không nói cháu một tiếng? Nếu như bà không về làm sao biết cháu ức hiếp Thanh Thanh như thế này hả? Còn dẫn Hồ Ly Tinh về nhà. Thanh Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà chỉ nghe cháu nói thôi, bà sẽ làm chủ cho cháu. Bà nội, lát nữa cháu sẽ nói với bà. Tiểu Hoàn, chiếc vòng cổ chúng ta nhặt được ở cục dân chính đâu? Nó đây. Cái này là của tôi. Thịnh Trì là cậu bé đó sao? Tôi cũng có một chiếc vòng cổ y hệt như vậy. Chẳng lẽ Lạc Thanh Thanh chính là cô bé 15 năm trước? Thanh Trì, 15 năm trước có phải ở quận Lâm Tú, Giang Nam, anh đã? Lạc Thanh Thanh, sao cô lại làm ra một cái vòng cổ giống hệt của Thịnh Trì? Tôi thấy cô nói dối thành thói quen rồi. Âm Duyệt, để Thanh Thanh nói hết đã. Đúng vậy, Thịnh gia không có chỗ cho cô chen ngang. Khi tôi còn nhỏ đã mang một nửa miếng ngọc tặng lại cho một cậu bé. Tôi muốn hỏi anh có phải cậu bé đó không? Lạc Thanh Thanh, Thịnh Trì, liệu có phải là người mà mình vẫn tìm kiếm không? Cầm đi, đây chính là chiếc vòng cổ mặt trăng gia truyền của nhà tớ. Một nửa là phượng hoàng, một nửa là hoa, nửa phượng hoàng tặng lại cho cậu. Sao lại giống hệt nhau? Không phải Lạc Thanh Thanh. Tại sao mình lại cảm thấy thất vọng đến vậy? Đây đâu phải miếng ngọc của mình. Lẽ nào vừa nãy mình đã nhìn nhầm rồi sao? Cũng may mình kịp lúc để đồ giả vào. Lạc Thanh Thanh, vì muốn chiếm vị trí của tôi, cô thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Đến cả chuyện của tôi và thượng trí lúc nhỏ cô cũng muốn cướp. Cô đang làm cái gì vậy? Ở đây là Thịnh gia, một người phụ nữ lai lịch bất minh như cô mà cũng dám ra tay. Thanh Thanh, cháu không sao chứ? Chiếc vòng cổ của Thịnh Trì rõ ràng là do tôi tặng. Năm đó cô gái đã cứu anh ấy là cháu. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thứ Hồ Ly Tinh, cô đang làm cái gì vậy? Thằng nhóc chết tiệt này, vợ cháu vẫn đang ở đây, sao lại lôi lôi kéo kéo với người phụ nữ khác? Vợ sao? Lạc Thanh Thanh không phải là người hầu của anh sao? Từ lúc nào lại biến thành vợ vậy? Người hầu? Người hầu cái gì chứ? Nực cười. Thanh Thanh đường đường chính chính là con dâu của Thịnh gia chúng tôi. Trong bụng con bé còn đang có cốt nhục của Thịnh Trì. Còn thứ hồ ly tinh như cô, đến bây giờ vẫn chưa nắm rõ mọi chuyện à?
là Thanh Thanh. Thịnh Trì, hóa ra lâu này các người vẫn lừa tôi. Lạc Thanh Thanh cô mới chính là hồ ly tinh. Là cô đã lừa Thịnh Trì đăng ký kết hôn. Cô làm cái gì vậy hả? Đồ phụ nữ điên, Tiểu Hoa, Tiểu Hồng, hai đứa mau giúp bà đuổi thứ hồ ly tinh này ra ngoài đi. Nhanh lên. Tất cả dừng tay. Bà nội, Âm Diệt mời là người cháu yêu. Cô ấy chính là vị cứu tinh mà cháu vẫn tìm kiếm. Cho dù là vị cứu tinh thì đã làm sao? Lẽ nào cháu vì vị cứu tinh? Ngay cả vợ con mình cũng có thể chối bỏ hay sao? Thịnh Trì, đừng có hồ đồ thế nữa. Bà già chết tiệt này, sao lại khó đối phó như vậy? Bà nội, cháu không hồ đồ. Cháu đã từng hứa với người đã cứu cháu. Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Còn về Lạc Thanh Thanh, giữa chúng cháu ngay từ đầu, tất cả đều là sai lầm. Hay cho câu sai lầm. Thịnh Trì, cháu có dám thề, suốt quãng thời gian qua, cháu không hề thích Thanh Thanh dù chỉ một chút hay không? Thịnh Trì sao lại do dự như vậy? Chẳng lẽ anh ấy thật sự đã yêu thứ tiện nhân đó đấy chứ? Thịnh Trì, tất cả đều là lỗi của em. Là em đã sai khi dành tình cảm cho anh, là lỗi của em vì đã dùng tính mạng của mình đổi lại danh dự của Thịnh gia. Âm Duyệt, Âm Duyệt, Âm Duyệt, Âm Duyệt, tại sao em lại ngốc như vậy? Thịnh Trì, tình cảm của chúng ta, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ không có ai ngăn cản chúng ta nữa. Đúng là một cặp cha nam, cha nữ trời sinh, nhưng mình đã hủy hoại tình cảm của họ. Bỏ đi, thành toàn cho bọn họ, dù sao thì cũng như lời Thịnh Trì đã nói, ngay từ đầu tất cả đều là sai lầm. Anh ấy đối với mình, cũng không có bất cứ cảm xúc gì. Âm Duyệt, quan hệ của anh với Lạc Thanh Thanh không giống với những gì em đang nghĩ. Anh kết hôn với cô ấy là vì cô ấy đã vô tình mang thai con của anh. Theo như thỏa thuận, sau khi đứa bé được 6 tháng, cuộc hôn nhân của anh và cô ấy sẽ kết thúc. Thịnh Trì, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng tin tưởng anh, yêu anh. Nếu như phải đợi đến khi đứa bé được 6 tháng mới ly hôn, như vậy em thà chết còn hơn. Âm Duyệt, bình tĩnh lại đi. Cứ để em chết cho rồi. Sao anh không để em chết luôn đi? Âm Duyệt, Âm Duyệt, em đừng như vậy nữa. Em muốn anh phải lập tức ly hôn với cô ta. Anh chắc chắn sẽ ly hôn với cô ấy. Lạc Thanh Thanh, mau đến làm thủ tục ly hôn đi. Tôi không cần biết cô có đồng ý hay không, tôi đồng ý. Âm Duyệt, đợi sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ đến thăm em. Chăm sóc cẩn thận cho cô ấy. Vâng. Xem ra kế hoạch có tác dụng, không uổng công mình bị thương. Chỉ cần ly hôn là mình có thể tự do rồi. Nhưng tại sao lại cảm thấy buồn như vậy? Bảo Bảo,
cho dù mẹ chỉ có một mình, nhưng mẹ nhất định sẽ nuôi dạy con thật tốt. Đứng lại! Bà nội! Thịnh Trì! Những lời bà đã nói cháu chỉ coi như gió thoảng bên tai sao? Vì thứ hồ ly tinh đó cháu thật sự muốn ly hôn với Thanh Thanh. Bà nội! Chuyện này cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi không cho phép. Tôi không cho phép anh bắt nạt cháu dâu tôi như vậy. Bà nội! Xin bà hãy đồng ý để cháu và Thịnh Trì ly hôn. Thịnh Trì với Âm Duyệt mới là người thật sự yêu nhau. Nếu như bà thật sự đau lòng cho cháu, xin bà hãy cho cháu giữ lại một chút tôn nghiêm này. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Tại sao Thịnh gia lại có một người như cháu? Đúng là thứ khốn nạn. Bà nội, nếu như hôm nay bà không đồng ý để cháu với anh ấy ly hôn, cháu sẽ quỳ mãi như thế này. Từ đầu đến cuối, đều là bà đã khiến cháu phải chịu khổ. Bà nội, bà đồng ý rồi sao? Có điều, cháu phải đáp ứng bà điều kiện với bà. Bà nói đi ạ. Cho dù cháu với Thịnh Trì có ly hôn đi nữa, con của cháu sẽ luôn là con cháu của nhà họ Thịnh. Khi con của cháu được sinh ra, hãy để Thịnh gia hỗ trợ hai mẹ con. Tuy là cháu sẽ không còn là cháu dâu của bà nội, nhưng bà nội vẫn luôn coi cháu như cháu gái ruột. Được, cháu đồng ý với bà. Thịnh Trì, chúng ta vào thôi. Cuối cùng cũng kết thúc. Chuyện của Thịnh Trì và Âm Duyệt không liên quan đến mình nữa. Để tôi đưa cô quay về. Không cần đâu Thịnh Tổng. Tôi còn phải đến cửa hàng làm việc. Anh cứ lo chuyện của anh đi. Ly hôn khiến cô ấy hạnh phúc như vậy sao? Tại sao mình lại không thể vui vẻ nổi? 6 tháng sau. Thanh Thanh, cháu vừa mới sinh em bé không lâu, đừng để mệt mỏi quá, chú yên tâm đi mà, cháu không mệt. Âm tiểu thư, ở đây không hoan nghênh cô. Không sao đâu chú quan, người đến đều là khách. Nói không chừng Âm tiểu thư còn muốn bàn chuyện làm ăn với cháu, Lạc Thanh Thanh. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây gửi cô thiệp mời hôn lễ của tôi với Thịnh Trì. Tôi đi không nổi, ở cửa hàng rất nhiều việc tôi không thể tham dự được, cô đến xem còn chưa xem mà. Hay là cô sợ nếu như mở ra xem, cô sẽ đau lòng. Sao có thể như vậy, tôi sẽ đến đúng giờ. Tôi biết cô nghèo không mua nổi quà cưới. Đến lúc đó cô cứ đến tay không là được rồi. Lạc Thanh Thanh, có phải cô thấy rất buồn không? Nếu như ở đám cưới có thể nhìn thấy cô khóc vì ghen tị, nhất định tôi sẽ rất vui. Thanh Thanh, cô gái Âm Duyệt đó, cô ta chỉ hy vọng có thể xem trò cười của cháu. Cháu thật sự muốn đi sao? Tại sao lại không đi? Dù sao thì cũng là hôn lễ của bố đứa bé cháu đang mang trong bụng, cháu còn phải chuẩn bị quà cưới cho họ. Cháu đấy, thật sự chú không biết phải nói cháu thế nào. Còn nói cái gì mà quà cưới chúc phúc nữa.
Vừa hay gần đây cháu đã làm ra một loại nước hoa đặc trưng mới. Cháu nghĩ là chú sẽ thích, hay là nhân dịp này tặng nó cho họ làm quà cưới. Thanh Thanh à, cháu quá nhân từ với người khác rồi. Cháu cũng chỉ muốn để bản thân buông bỏ thôi. Chứng kiến hai người họ kết hôn, có khi cháu sẽ không nghĩ nhiều như vậy nữa. Chúc mừng, tân hôn vui vẻ. Cảm ơn hai người. Mời vào trong. Thanh Thanh, sao vậy, cô cũng đến dự hôn lễ của Thịnh Trì sao? Lý Tổng, lâu rồi không gặp, sao lại khách sáo vậy, gọi tôi là Lý Túc được rồi. Cô cũng là bạn của Thịnh Trì sao? Đương nhiên là không, tôi là bạn cùng lớp của Âm Duyệt, cô ấy mời tôi đến đây. Cô ấy ba lần bảy lượt nhắm vào cô, vậy mà vẫn mời cô đến tham dự đám cưới. Âm Nguyệt, lâu quá không gặp, đến rồi sao? Kết hôn vui vẻ. Đừng khách sáo như vậy, cô dâu xinh quá đi. À đúng rồi, chuyện ly hôn của cô sao rồi? Tôi lại quay về như trước. Tự do làm một người mẹ đơn thân thôi. Chuyện tốt, cuối cùng cũng có thể tạm biệt cha Nam bắt đầu cuộc sống mới. Chú rể trông cũng rất đẹp trai. Anh phải đối xử tốt với cô dâu của chúng tôi. Đúng vậy. Sao thế, hình như cô có tâm sự gì à? Đâu có đâu. Vậy thì tốt. Liệu tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Vậy đợi tôi tặng quà cho Âm Duyệt trước đã. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Thanh Thanh, sao cô ấy lại đến đây? Thịnh Trì, anh đi đâu vậy? Anh vào nhà vệ sinh một lúc. Được. Lý Tổng, anh đây là... Tại sao nhìn thấy Thanh Thanh và Lý Túc cười nói, mình lại không cười nổi. Lạc Thanh Thanh, tôi thích em có thể cho tôi một cơ hội làm bạn trai em, chăm sóc em được không? Tại sao khi nghe thấy người đàn ông khác tỏ tình với Thanh Thanh, trái tim mình lại đau như vậy? Lý Tổng, anh đừng nói đùa nữa. Tôi không nói đùa. Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở buổi đấu giá, tôi đã thích em rồi. Nhưng lúc đó em vẫn chưa ly hôn, nên tôi chỉ đánh dấu đi tình cảm của mình. Xin lỗi anh, Lý Tổng. Trái tim của tôi vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa. Em không cần phải vội vã trả lời, tôi sẽ cho em thời gian. Thịnh Trì, sao anh lại ở đây? Lạc Thanh Thanh là vợ cũ của anh, sao anh vẫn quan tâm cô ta? Anh chỉ tò mò thôi. Sao Thanh Thanh là Lý Túc lại thân thiết như vậy? Lạc Thanh Thanh đã ly hôn với Thịnh Trì. Thịnh Trì, tại sao vẫn để tâm đến chuyện của cô ta? Thịnh Trì, hôn lễ sắp được tiến hành rồi, em sẽ gọi thợ trang điểm đến chỉnh lại một chút. Ảnh của Lạc Thanh Thanh tôi đã gửi cho mấy người rồi. Nhớ kỹ, nhất định không được để cô ta xuất hiện nữa. Chỉ cần lái xe đâm chết cô ta. Được, Âm tiểu thư. Chỉ cần sau khi xác nhận cô ta đã tắc thở, tôi sẽ gửi nốt số tiền còn lại. Không thành vấn đề. Lạc Thanh Thanh, chỉ cần cô chết rồi, sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến tôi. Lý Tổng, khiêu vũ nãy giờ cũng đủ rồi, tôi phải đi tặng quà cưới cho Âm Duyệt đã. Âm Duyệt đâu? Cô ấy đang trang điểm. Tôi không nghĩ cô sẽ đến. Đây là nước hoa mới nhất của chúng tôi, không đắt. Nhưng mùi hương đặc biệt không thể sao chép.
chỉ có bố mẹ tôi và tôi mới điều chế được. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Thanh Thanh, cô đi đâu vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Đúng vậy đấy Thanh Thanh. Nể mặt bà nội đi. Bà nội, cửa hàng có chuyện. Một mình chú Quan thực sự quá bận. Cháu phải đi trước đây. Vậy được. Vậy cháu đi từ từ nhé. Nhớ cẩn thận đấy. Thịnh Trì, nó đã bỏ lỡ một người thật lòng yêu thương nó rồi. Mùi hương này là mùi hương của cô bé năm đó. Đây là nước hoa mới nhất của chúng tôi. Mùi hương đặc biệt không thể sao chép. Chỉ có bố mẹ tôi và tôi mới điều chế được. Thịnh Trì, em trang điểm xong rồi. Âm Duyệt, em nói cho anh biết, nước hoa mà em đã dùng từ đâu mà có. Nước hoa? Em đâu có dùng nước hoa. Em nói rồi, người em có mùi thơm mà. Tự nhìn cái này đi. Nước hoa của cửa hàng Lạc Thị. Anh nghĩ em nên nhận ra nó mới đúng. Hôn lễ đã bắt đầu rồi. Bạn bè của cô dâu đặc biệt gửi lời chúc phúc đến hai người. Mọi người xin mời hướng mắt lên màn hình. Cô căn bản không phải là bé gái năm đó. Cô ra lệnh xuống dưới lập tức hủy bỏ hôn lễ. Vâng. Sao cơ? Hủy bỏ hôn lễ? Hủy bỏ hôn lễ? Hủy bỏ rồi bà nội. Tốt quá rồi, ha ha ha. Thịnh tổng, lúc đó Âm Duyệt là hồ đồ nên mới gây tai họa. Nể tình con bé thật lòng đối xử với cậu, xin cậu hãy tha cho con bé được không? Hai người thật lòng với nhau, chỉ là hiểu lầm nhỏ, không đến nỗi hủy hôn lễ như vậy. Một chút hiểu lầm nhỏ sao? Nếu như ông còn dám nói một câu, Âm gia là tập đoàn Âm Thị, lập tức sẽ biến mất khỏi Lâm Xuyên. Hả? Là em đã đến chỗ Lạc Thanh Thanh nên mới có được lọ nước hoa này. Chiếc vòng cổ đó là do em đã đánh cháo. Vậy nên người mà tôi vẫn tìm kiếm là Lạc Thanh Thanh. Là cô. Cô đã luôn ở bên cạnh khiến tôi rời xa cô ấy. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ mạo danh cô ấy mà thôi. Người đâu, mau lôi người phụ này và bố cô ta ra ngoài cho tôi. Thịnh Trì, anh không thể đối xử với em như vậy. Thịnh Trì, anh không thể đối xử với em như vậy. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thịnh Tổng, hãy tha cho chúng tôi. Chuyện ở đây bà sẽ xử lý nốt. Cháu mau đuổi theo Thanh Thanh đi. Con bé mới chính là cháu dâu của nhà họ Thịnh. Đúng vậy đại thiếu gia, phu nhân vừa mới rời đi, mau đuổi theo đi. Sao cơ? Vợ cũ của Thịnh Trì hóa ra lại là Lạc Thanh Thanh. Lạc Thanh Thanh. Thịnh Trì. Cẩn thận. Thịnh Trì, tại sao anh lại cứu tôi? Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Anh sai rồi. Anh thật sự đã sai rồi. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra? Từ đầu đến cuối đều là em.
Thanh Thanh, em tỉnh rồi. Là anh đã cứu tôi. Thanh Thanh, anh có lỗi với em. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để con và em được hạnh phúc. Chiếc vòng của em, anh đã mang về đây rồi. Thịnh Tổng, anh có ý gì vậy? Âm Duyệt đã bị bắt vì tội cố ý giết người. Anh biết chủ nhân thật sự của hai miếng ngọc này là em. Thanh Thanh, 15 năm trước, kể từ thời khắc em cứu anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu như chỉ vì ân tình của 15 năm trước, Ân Tổng không cần phải làm như vậy. Không chỉ là ân tình, sau khi anh nhận ra người đó là em, anh không thể khống chế được trái tim của mình, âm thầm yêu em. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có em. Thanh Thanh, em có đồng ý tái hôn với anh không? Em không muốn. Ai nói anh đã quá đáng như vậy? Vậy thì tạm thời chờ xem biểu hiện sau này của anh. Thanh Thanh, anh nhất định sẽ đối tốt với em.